감은 아이 다 길고 중권노라이. 하나님의 뜻이 분명히 이곳에 있는 줄 압니다. 중권 biết rằng mà có mà ý muốn của ngài ở cùng với chúng con ở đây. 또 많은 사람들이 세상을 바쁘게 살아가고 있습니다. Và trên thế gian thì nhiều người mà sống rất là bận việc, bận rộn. 이 바쁜 생활 속에서 하나님에 대해 생각할 수 있도록 도와주시옵소서. Trong thời gian đó mà giúp đỡ cho người ta mà suy nghĩ đến Đức Chúa Trời. 또 성경을 배우고 또 하나님에 대해 알 수 있도록 도와주시옵소서. 공야의 육도 중권 và học kinh thánh và nghe lời của ngài. 성경을 통해 하나님이 살아계시다라는 것을 알고 있습니다. Và chúng con cũng biết rằng mà thông qua kinh thánh mà chúng con biết rằng ngài có tồn tại. 또한 이번 시간 또 성경을 통해서 우리 자신에 대해서 알아보려고 합니다. Trong thời gian này chúng con sẽ thông qua kinh thánh để tìm xem chúng con là người như thế nào. 우리가 미래에 어떻게 될까요? Ngày xưa, ngày tương lai thì chúng con sẽ làm gì? Sẽ 주께서 함께 해 주셔서 또 지혜를 주시기를 원합니다. Xin Ngài ở cùng với chúng con và cho chúng con mà sự khôn ngoan. 모든 것을 하나님께 부탁합니다. Chúng con tin cậy nhờ Đức Chúa Trời mọi thứ. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 오늘은 이제 네 번째 시간입니다. Hôm nay thì ngày thứ tư. 지금 한 세 번 정도 성경을 공부를 했는데요. Chúng ta mà đã học kinh thánh mà ba lần rồi. 성경에 나오는 많은 역사 이야기들을 공부를 했습니다. Chúng ta mà đã học là những mà lịch sử trong kinh thánh. 하나님이 계시느냐 아니냐는 굉장히 중요한 문제인데요. Một vấn đề mà cái vấn đề mà Đức Chúa Trời có tồn tại hay không đó là một vấn đề quan trọng nhất. 누군가를 믿기 위해서는 그 존재를 알아야만 합니다. Nếu chúng ta mà muốn tin nhận mà người nào đó thì chúng ta phải biết người đó là ai. 그래서 먼저 하나님에 대해서 알아보는 시간들을 가졌습니다. Cho nên trước hết là chúng ta mà đã học kinh thánh mà để tìm xem Đức Chúa Trời có tồn tại không. 성경에 있는 하나님은 자기가 참 신이라고 계속 이야기를 합니다. Trong kinh thánh mà Đức Chúa Trời cứ nói với chúng ta là Đức Chúa Trời là thần duy nhất trên thế giới. 그리고 다른 신은 없다라고 이야기를 합니다. Và cũng nói với chúng ta, phán với chúng ta là không có thần nào khác. 그 중에 한 가지 증거로 하나님이 천지를 창조했다라고 말씀하십니다. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ ra cho chúng ta một bằng chứng là Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian rồi. 그래서 천지를 짓지 아니한 신들은 땅 위에서나 이 하늘 아래서 망하리라라고 하나님 말씀하십니다. Cho nên các người mà có nói cùng họ rằng những thần này không làm nên các tường trời cũng không làm nên nước thì sẽ bị diệt. 세상에 많은 신들이 있지만 실제로 창조를 한 신은 없습니다. Trên thế giới thì là có nhiều thần nhưng mà trong đó thì không có thần mà tạo ra thế gian. 많은 신들은 마치 사람처럼 느껴집니다. Và cũng là nhiều thương là giống như là mà con người mà thôi. 건강을 주고 또 지식을 주고 또 돈을 주는 신입니다. Ban cho chúng ta mà sức khỏe, ban cho chúng ta tiền bạc. Giống như là thần như vậy thôi. 그건 신이라기보다는 바로 사람과 같습니다. Nhưng thần đó mà thực sự là không phải là thần thật mà là giống như là con người. 하나님은 참 신이라는 증거로 창조를 했냐라고 물어봅니다. Đức Chúa Trời hỏi là mà nếu đó là thần thật thì hỏi trả lời cho chúng ta là đó đã tạo ra thế gian hay không? 그리고 하나님은 창조했다라는 증거를 사람들에게 보여주셨습니다. Và ban cho chúng ta bày tỏ ra cho chúng ta là Đức Chúa Trời là thần duy nhất và tạo ra thế gian rồi. 우리는 두세 시간 정도 하나님이 창조했다라는 증거를 공부를 했습니다. Chúng ta đã học 2-3 tiếng mà đã học là Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian rồi. 증거를 분명히 보고 하나님이 창조했다라는 걸 우리는 믿습니다. Thông qua mà những bằng chứng thì chúng ta tin nhận ra Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian rồi. 두 번째로 하나님께서는 역사에 대해서 이야기를 하십니다. Và thứ hai thì Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta là lịch sử của nhân loại. 참신이라면 역사에 대해서 확실히 이야기를 해보아라. Nếu mà thần thật thì phải nói phải là bày tỏ ra những bằng chứng về lịch sử. 세상에 어떤 종교에서도 역사를 자세히 이야기하지 않습니다. Nhưng những mà tôn giáo nào mà trong thế gian thì là không có tôn giáo nào mà bày tỏ ra mà lịch sử. 과거 현재 미래의 역사에 대해서 자세히 이야기하지 않습니다. Không nói về mà lịch sử mà của quá khứ và tương lai. 즉 신이 아니란 뜻입니다. Ý nghĩa là nói chung là những thần đó thì không phải là thần thật. 참신이라면 과거, 현재, 미래에 대해서 정확히 알아야 하기 때문입니다. Nếu mà thần thật thì phải biết là quá khứ cũng là phải biết tương lai.
그래서 이 성경책에서 하나님이 말씀하십니다. 저는 통과 마킹 탄나이를 주셔야 바이터 중다 빛. 잠신이라면 미래에 일어날 일들을 이야기해 보아라. 내용만 더라 텅텅 티파이 phải nói mà điều mà sẽ xảy ra đến xảy đến. 그리고 진짜신이라면 과거 일어난 일들을 이야기해 보아라. Cũng phải nói là điều mà đã có mà lúc trước. 그리고 진짜신이라면 참된 복과 저주를 한번 내려 보아라. Và nếu đó là mà thân thật thì phải ban cho chúng ta mà xuống mà phước hoặc xuống họa đi. 하나님은 이런 역사에 대한 증거를 갖고 있습니다. Và Đức Chúa Trời cũng có bằng chứng về những điều này. 하나님은 성경 속에서 미래를 다 이야기하시고 그 미래를 확실히 성취하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói mà có cái việc mà của tương lai trong kinh thánh và đã ứng nghiệm rồi. 그래서 우리는 이 성경이 사실인 것과 하나님이 계시다라는 것을 믿습니다. Nên chúng ta có thể tin, chúng ta tin nhận rằng Đức Chúa Trời có tồn tại và kinh thánh là sự thật. 오늘이 여기입니다. Hôm nay thì chúng ta học, hôm nay là đây. 그리고 약 2000년 전에 예수님이 돌아가셨습니다. Và có khoảng mà cách đời 2000 năm thì Đức Chúa Trời đã qua đời. 성경은 이 기간에 기록이 되어 있습니다. Kinh thánh mà được viết trong thời gian này. 성경은 지금부터 1900년 전에 완전히 완성이 됐습니다. Giống như kinh thánh mà được viết mà hoàn hảo ở cách đời 2000 năm, cách đời 1900 năm. 성경이 1900년 전에 기록됐다라는 끝났다라는 것 참 중요합니다. Đó là một cái việc rất là quan trọng là kinh thánh đã được viết xong mà cách đời 1900 năm. 성경 안에는 인류 전체의 역사가 들어가 있기 때문입니다. Tại vì trong kinh thánh mà cho có nội dung của lịch sử nhân loại, toàn bộ lịch sử nhân loại. 성경 안에 있는 과거의 역사들도 다 입증이 됐습니다. Những điều mà quá khứ trong sách kinh thánh đã được có bằng chứng rồi. 그리고 어제 공부한 것처럼 미래에 대한 역사들도 성경에 다 기록되어 있었고 và, 사실이었습니다. Những việc mà của tương lai cũng là đã được ghi chép trong kinh thánh rồi và sẽ ứng nghiệm. 특별히 이스라엘 역사의 시작과 현재까지의 역사를 우리는 보았습니다. Thực sự chúng ta mà thực tế là chúng ta đã xem lịch sử nhân loại, lịch sử nhân do Thái của từ quá khứ đến tương lai. 하나님은 아주 구체적으로 미래 역사를 이야기하셨고 그것이 다 사실대로 성취가 되었습니다. Đức Chúa Trời mà đã bày tỏ mà những cái việc của tương lai bày cho chúng ta mà những điều đó đã được ứng nghiệm rồi. 오늘은 현재의 세계와 미래를 잠깐 공부를 더 해보겠습니다. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về mà hiện tại và tương lai sẽ là như thế nào. 오늘날의 세계와 약간의 미래에 대한 이야기입니다. Và thế gian hiện tại và thế gian mà tương lai. 첫 번째로 하나님께서는 이스라엘 사람들이 회복이 될 때 그것이 바로 거의 끝날에 대한 이야기라고 이야기를 하십니다. Và thứ nhất là mà Đức Chúa Trời nói là khi mà có khi mà dân Do Thái trở về nước đó là một bằng chứng một điểm lạ mà của toàn thể. 지금 우리는 은혜 시대의 마지막 부분에 살고 있습니다. Giống như chúng ta đang sống trong mà một thời kỷ mà ân điển của Đức Chúa Trời mà có hồi cuối cùng. 이스라엘이 회복됐다라는 건 세상의 마지막이 되었다라는 뜻입니다. Giống như cái việc mà dân Do Thái mà đã khôi phục lại thì đó là một bằng chứng sắp toàn thế. 성경에 예수님의 제자들이 예수님께 물어보는 장면이 나옵니다. Trong kinh thánh thì mà những môn đồ hỏi Đức Chúa Giêsu. 이 마태 복음은 2000년 전의 책입니다. Sách Matthew là sách của cách đời 2000 năm. 제자들이 예수님께 감람산에서 물어봤습니다. 주님께서 오신과 또 세상의 끝에는 무슨 일이 있습니까? Lúc nào mà những sự đó mà sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và toàn thế. 이건 예수님이 한 말입니다. Đó là lời của Đức Chúa Giêsu. 우리가 한 말이 아닙니다. Không phải lời của chúng ta. 그래서 우리는 한번 예수님이 무슨 말을 했는지 한번 봐야 됩니다. Cho nên chúng ta phải xem xét Đức Chúa Giêsu đã nói như thế nào. 첫 번째로 예수님은 무화과 나무에 대한 이야기들을 하셨습니다. Và thứ nhất là Đức Chúa Giêsu mà đã nói một cái vả. 무화과 나무 가지가 연하지고 그 잎사귀를 내는 것을 보면은 여름이 가까운 것을 알라. Và hai người lời ví dụ về cái vả vừa lúc nhanh non là lá mới đơm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. 예수님이 쭉 계속 대답을 해주고 있는 겁니다. Đó là lời của Đức Chúa Giêsu mà trả lời của Đức Chúa Giêsu.
이와 같이 너희가 이 모든 일을 보면은 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄을 알라. Cũng vậy khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến ngay đường. 이 무화과 나무는 항상 성경에서 이스라엘을 가르쳤습니다. Cái vả trong kinh thánh tất cả là đều mà tượng trưng về Đức Chúa Giêsu. 이 무화과 나무가 잎이 나고 가지가 연해지는 것처럼 이스라엘이 회복이 되면 예수님이 곧 오신다라는 뜻이죠. Giống như mà cái vả mà vừa mà lúc nhan non và lá mới đơm thì Đức Chúa Giêsu sắp đến. 성경 신명기 4장에도 이스라엘 민족이 회복이 되면 그게 거의 끝날이다라고 기록이 돼 있어요. Trong sách phúc truyền luật Lê Ký mà đoạn 4 cũng nói là khi mà dân Do Thái khôi phục lại thì đó là một thời kỳ mà Đức Chúa Giêsu mà sắp đến. 예수님은 계속 이야기를 하십니다. Đức Chúa Giêsu cứ nói như vậy, phán như vậy. 주님께서 오심과 세상 끝에는 무슨 일이 있습니까요? Và khi mà Chúa mà sẽ đến và trong tận thế thì có điểm gì sẽ xảy ra? 지금 세상 끝에 대한 이야기를 예수님이 쭉 하고 있는 겁니다. Bây giờ Đức Chúa Giêsu mà kể lại mà những điều mà trong tận thế thì sẽ những điều mà sẽ xảy ra. 예수님이 이제 대답을 하시기를 Đức Chúa Giêsu trả lời như vậy. 많은 사람이 내 이름으로 와서 내가 예수라고 이야기를 할 거다. Và hai dữ kêu có kẻ dỗ danh mà các người vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ. 내가 예수님이다라고 거짓말을 할 거랍니다. Và nhiều người mà có mà nhiều người xuất hiện ra và nói là ta là Đức Chúa Giêsu. 오늘날의 이야기입니다, 이거는. Đó là nói về hiện tại. 오늘날의 사실입니다. Đó là nói về hiện tại, sự thật của hiện tại. 한국에는 1997년에 37명의 거짓 예수님과 13명의 거짓 하나님이 있습니다. Bên Hàn Quốc thì là có 37 người đấng Christ giả và cũng có 13 sai Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. 나는 하나님이다라고 주장하는 사람들이 있어요. Giống như là nhiều người mà nói là ta là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. 미국에는 2000명의 사람이 자기가 그리스도라고 주장을 합니다. Cũng có 2000 Christ giả mà ở nước Mỹ. 인도도 그렇고요. Ấn Độ cũng như vậy. 성경이 예루살렘이라는 곳에는 많은 예수 병자들이 있습니다. 지금도. Và cũng tại Jerusalem thì có nhiều người bệnh nhân. 예수님이 이리 예언한 대로 되고 있다는 뜻입니다. Và những lời của Đức Chúa Giêsu đã ứng nghiệm rồi. 그리고 예수님이 계속 이야기를 하시기를 큰 징조들이 있을 것이다라고 이야기를 합니다. Và Đức Chúa Giêsu mà kể lại thì có những mà phép lạ. 거짓 그리스도, 그리스도가 여기 있다라고 해도 믿지 말라. Nếu mà có ai nói là ta là Đức Giê-hô-va, Đấng Christ thì chúng ta đừng có tin như vậy, đừng tin. 그리고 전쟁과 전쟁에 대한 소문을 너희가 들을 것이다. 그렇지만 các, 끝이 아니다. Các người sẽ nghe nói về giặc giả và tiếng đồn về giặc giả. 자, 예수님의 말씀 예언과 지금 시대를 한번 계속 비교를 해보는 겁니다. Chúng ta phải so sánh là lời của Đức Chúa Giêsu và hiện tại của chúng ta như thế nào. 전쟁은 계속해서 많아지고 있습니다. Và nhiều khi mà chiến tranh mà cứ xảy ra trên khắp nơi thế giới. 이 전쟁에 지금 현재 일어나는 유럽에서 일어난 전쟁 숫자인데요. Đó là số lượng mà các cuộc chiến tranh mà ở châu Âu. 계속해서 늘어나고 있습니다. Ngày càng nhiều hơn. 1차 세계 대전과 2차 세계 대전 때 전쟁이 많이 일어났었죠. Và trong giữa mà chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai thì là nhiều khi mà xảy ra. 2차 세계 대전이 끝나고 전쟁이 줄어들었을까요? Sau khi mà chiến tranh thế giới thứ ba thì sao? Chiến tranh ngày càng giảm hay là nhiều hơn? 전쟁은 계속 더 많아집니다. Mà chiến tranh thế giới mà chiến tranh mà trên khắp nơi thế giới ngày càng nhiều hơn. 사람들은 평화를 원하지만 평화가 오지 않습니다. Con người thực sự là muốn bình an nhưng mà thực sự là bình an thực sự không đến. 공산주의와 민주주의가 싸웠지만 이제 안 싸우잖아요. Giống như bao nhiêu trong quá khứ thì là mà đã là đảng cộng sản mà cũng cãi nhau với mà dân chủ nhưng mà bây giờ thì không cãi nhau nữa. 그럼 전쟁이 끝나야 되잖아요. Thì nếu như vậy thì phải chiến tranh phải xong. 끝나지 않습니다. Nhưng chưa xong. 계속 많아져요. Và ngày càng nhiều hơn. 예수님이 전쟁과 전쟁의 소문을 들을 거라고 이야기를 했잖아요. Đức Chúa Giêsu nói là sẽ nghe mà về tin tức về chiến tranh, cuộc chiến tranh ở giữa nước khác. 그리고 누가복음에서는 큰 무서운 일들이 있을 거다라는 이야기를 하십니다. Cũng trong sách Luca đoạn 21 thì là có những điểm lạ mà kinh khiếp. 이 무서운 일들이 바로
영어로는 테러 이런 일. 너 막라 막 긴킵 라 공보 망띵강 라 공보 이런 일들이 지금 많이 일어나고 있습니다. 왜냐하면 có nhiều mà khắp nơi thế giới mà nơi nào cũng có mà khủng bố như vậy. 너무나 큰 일들 두려운 일들이 생긴다고 있는 것입니다. có nhiều việc mà rất là sợ đáng sợ mà sẽ xảy ra. 2001년에 있었던 미국에서의 큰 테러입니다. đó là một khủng bố lớn mà trong năm 2001 2001 ở nước Mỹ. 이게 무서운 일입니다. Đó là một điểm la mà rất là khủng, rất là đáng sợ. 사람들이 생각하지도 못했던 큰 일들이 일어나는 거예요, 계속. Con người mà chưa được chưa mà được suy đoán nhưng mà cũng xảy ra. 그런 테러도 계속해서 많아지고 있어요. Khủng bố cũng ngày càng nhiều hơn. 이게 요즘입니다, 요즘. Đó là hiện tại. 옛날에는 없었어요. Ngày xưa thì không có. 이거는 이제 이 테러로 인해서 죽은 사람들의 숫자입니다. Đó là những số mà người mà bị giết mà giờ kẻ khủng bố trên toàn thế giới. 이건 테러의 숫자들이고요. Đó là các cuộc tấn công mà khủng bố đã gia tăng. 세계 전체에서 테러가 일어나고 있습니다. Khủng bố mà đã xảy ra đang xảy ra khắp nơi thế giới. 미국도 예외는 없습니다. Nước Mỹ cũng như vậy. 그리고 예수님께서 또 말씀하시기를 và cũng Đức Chúa Giêsu mà nói là phán là 세상에 큰 지진이 있을 것이며 기근과 곤욕이 있을 것이다. Đức Chúa Giêsu cũng phán là sẽ có sự đông đúc lớn và có đói kém và dịch lệ. 예수님 한꺼번에 계속 이야기하고 있어요. Đức Chúa Giêsu đang nói chung. 우리 예수님의 말이라는 걸 기억하셔야 됩니다. Nhưng chúng ta phải nhớ là những câu này là lời của Đức Chúa Giêsu. 여러분은 이걸 느낄 수 있어요. Chúng ta có thể mà cảm thấy hiện tại mà đang xảy ra như vậy. 신문이나 TV에서 계속 보고 있는 이야기이기 때문입니다. Tại vì là những điều này thì chúng ta thay xem trên TV mà bằng internet. 지진이 점점 더 커지고 있습니다. Đông đúc ngày càng mà lớn mà nhiều hơn. 이 지진의 숫자를 그림으로 나타낸 겁니다. Đó là số mà trong động đất. 지진이 지금에서 갑자기 증가를 합니다. Và số mà động đất trong động đất mà nhiều hơn mà rất là nhiều lần đã xảy ra trong thế kỷ của chúng ta. 제가 어렸을 때는 한국은 지진이 안 난다라고 말을 들었어요. Tôi mà khi còn trẻ thì là bên Hàn Quốc thì không có động đất. 그런데 요즘에 너무 많이 나. Và hiện tại thì là bên Hàn Quốc cũng có nhiều động đất. 지진이 안전한 곳은 아무데도 없습니다. Cho nên trên thế giới thì không có nơi mà an toàn. 큰 지진이 계속해서 증가하고 있습니다. 농득 lớn mà ngày càng nhiều hơn. 지금 지진 진도 7 이상의 지진의 숫자입니다. Đó là mà những mà số lượng mà của động đất mà hơn mà 7 độ. 시간이 지날수록 더 많아지고 있죠. Và ngày càng nhiều hơn. 더 많아질 겁니다. 확실합니다. Ngày càng tăng lên. 그리고 기근입니다. Và đói kém. 사람들이 과학이 발달하면 먹을 것이 많아질 거라고 생각을 했습니다. Ngày xưa thì nếu con người suy nghĩ là nếu mà khoa học của chúng ta mà phát triển hơn thì có nhiều đồ ăn. 근데 그게 아니에요. Nhưng không phải như vậy. 더 많은 사람이 굶어 죽습니다. Và ngày càng mà nhiều người mà đói chết. 아프리카에서는 지금도 수없이 많은 사람들이 죽고 있어요. Ở bên châu Phi thì nhiều người đang chết. 인구는 많아지는데 먹을 것이 없어져 갑니다. Và nhiều người một ngày càng mà dân số người mà nhiều hơn nhưng đồ ăn thì thiết rất là yếu, không rất là ít. 그러니까 매 초 5초마다 어린아이 한 명이 죽습니다. Mỗi năm rơi có một đứa trẻ mà chết vì đói. 하루에 2만 5천 명이 굶어서 죽고 있습니다. Giống như là mỗi ngày khoảng 25.000 người chết đói. 이상하지 않습니까? Có lạ luôn không? 과학은 발달하는데. Mà khoa học mà ngày càng phát triển hơn. 또 이상하게 전염병도 더 많아지고 있어요. 옛날에는 없었는데 새로 생긴 병들이 굉장히 많습니다. 에이즈라는 병도 새로 생겼죠, 이 병이요. 새로 생긴 병이잖아요. 이 병의 숫자도 계속 많아지고 있습니다. 이 시대에 그래요. 이 시대에. Trong thời kỷ của chúng ta là như vậy. 성경에 이런 표현이 있습니다. Trong kinh thánh có nói lời kinh thánh như vậy. 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 행하여 결국 그 몸에 상당한 보응을 받았느니라. Và chính mình họ phải chịu bao ứng xứng với điều làm lỗi của mình.
남자가 남자와 결혼하고 여자가 여자와 결혼한다 이런 의미입니다. Giống như là đàn ông mà kết hôn với đàn ông và đàn bà cùng kết hôn với đàn bà. 그러면 이런 병에 걸린다라고 성경은 예언하고 있어요. Trong kinh thánh nói lời tiên tri là nếu như vậy thì chắc bị dịch bệnh. 세계 전체의 병들이 계속 많아집니다. Và trên khắp nơi trên thế giới thì là ngày càng mà dịch bệnh rất là nhiều hơn. 지금 우리는 미래에 대한 이야기를 하고 있습니다. Bây giờ chúng ta mà nói về tương lai. 특별히 동물들 때문에 사람들이 병에 많이 걸리죠 요즘에. Đặc biệt là con người mà bị bệnh bởi mà động vật. 새 때문에 많이 걸리죠. 원숭이 때문에 걸리기도 하고. Bởi con kỉ. 소 때문에, 돼지 때문에. Và bởi con bò và bởi con heo. 원래 동물의 병은 사람에게 전염이 안 됩니다. Thực sự là bệnh của động vật thì không thể truyền đến con người. 그런데 이상하게 요즘에는 막 사람에게 전염이 돼요. Nhưng bởi hiện tại thì mà rất là lạ luôn nhưng mà cũng con người có thể bị bệnh. 이상한 겁니다, 이거. Rất là kỳ lạ. 요한계시록 성경의 제일 끝에는요. 이 동물들로 인해서 많은 사람이 죽을 것이다라고 이야기를 하고 있어요. Trong sách Khải Huyễn mà đoạn 6 câu 8 nói là băng dịch lễ vàng và băng các loài thú dự trên đất. 사람들이 동물 가축 때문에 동물 때문에 죽을 것이다. Giống như là con người mà sẽ bị chết vì động vật. 요한계시록은 마지막 때에 일어날 일들을 잘 써 놓은 성경입니다. Sách Khải Huyễn là một cuốn sách mà nói về tương lai. 성경은 분명히 이 땅은 옷처럼 낡아진다라고 이야기를 합니다. Kinh thánh mà chắc chắn nói là trời đất sẽ hư đi. 이런 이야기 들어보셨어요? Đã nghe mà lời kinh thánh này chưa? 이 지구가 옷처럼 낡아진다. Trời đất của chúng ta sẽ hư đi mà nhưng mà áo cài áo như cài áo. 이런 이야기는 우리가 잘 들을 수가 없는 이야기죠. Chúng ta thì khó nghe mà những mà lời kinh thánh này. 이 성경도 2000년 전에 기록된 겁니다. Kinh thánh này là cũng ghi chép là cách đây 2000 năm. 지구가 실제로 낡아지고 있습니다. Trời đất mà thực sự là sẽ đang cũ đi, cũ rồi. 지진이 점점 많아지고 있어요. Và động đất mà ngày càng nhiều lên. 그리고 뜨거워지고 있습니다. Và toàn cầu mà trái đất của chúng ta mà ngày càng nóng lên. 그래서 얼음들이 계속 녹아내리고 있어요. Nên mà trung bình mà nhiệt độ mà của thế giới đang tăng lên và kết quả mà nó mà các tảng băng vụn mà tản ra. 오존층이 없어지고 있습니다. Và lớp ozone thì đang bị mất. 여러분이 뉴스에서 계속 듣고 있습니다. Chúng ta mà cứ nghe mà tin tức trong TV. 예, 북극의 얼음이 거의 녹아버렸습니다. Sông băng ở Bắc Cực đang tan xuống nhanh chóng. 요즘 이제 사회에서 여러 나라들이 석유를 많이 쓰고 있지 않습니까? Bây giờ mà có nhiều quốc gia xài mà dầu khí. 근데 석유도 점점 생산하는 양이 줄어듭니다. Và số lượng của mà cũng mà dầu khí ngày càng mà giảm hơn, mà ít hơn. 베트남도 생산량이 줄었어요. Ở Việt Nam cũng mà sản xuất số lượng mà sản xuất dầu khí mà cũng là ít hơn. 석유가 없어지면 어떻게 될까요? Nếu không có dầu khí thì sao? 전기를 못 쓰잖아요. Thì nếu chúng ta như vậy thì chúng ta không thể sử dụng điện. 자동차가 못 가잖아요. Cùng xe ô tô cũng không thể chạy được. 그럼 국가 간의 전쟁이 일어납니다. Nếu như vậy thì chắc có mà cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. 그러니까 이 지구라는 것이 점점 낡아진 겁니다. Cho nên trái đất của chúng ta mà đang cũ đi. 예수님께서 말씀하시기를 세상의 사랑이 식어질 것이다. Đức Chúa Giêsu nói là lại vì có tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lên. 사람들은 점점 더 악해집니다. Ngày càng mà nhiều con người mà xấu xa hơn. 그리고 아주 중요한 예언입니다. 예수님의 예언입니다. Đó là một lời tiên chỉ của Đức Chúa Giêsu mà rất là quan trọng. 이 천국의 복음이 온 세상에 전파될 것이다. Tin lành này về nước ở Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất. 이 성경책이 전 세계에 전파될 거다 이거예요. Giống như là kinh thánh này có sẽ mà truyền ra giảng ra khắp nơi thế giới. 지금 이 성경책은요 2,500개 이상의 언어로 번역돼서 전 세계에 복음이 됐어요. Kinh thánh của bây giờ chúng ta là được dịch sang khoảng 2,500 ngôn ngữ.
이 성경은 다 자기 나라 말로 읽을 수 있습니다. 누가 이렇게 예언할 수 있을까요? 지금 그렇게 됐잖아요. 환경에 대해서 하나님은 예언을, 예수님은 예언을 다 했지요. 뉴스를 좀 이제 보여드리고 싶은데요. Tôi mà muốn cho xem TV tin tức. 잠깐 보세요. 한 그릇이면 제가 설명을 드릴게요. 지구가 계속 더워집니다. 그렇기 때문에 문제가 너무 많이 생기고 있습니다. 홍수가 한쪽에서 홍수가 일어납니다. 한쪽에서는 물이 비가 전혀 없어요. 저쪽에서는 허리케인 태풍이 막고 있습니다. 저 남쪽에서는 너무 추워서 사람들이 죽습니다. 지구가 그래요, 지구가. 베트남의 기후도 바뀌었잖아요. 요즘에 그래요. 이게 다 지구가 이상한, 지구가 더워지기 때문에 일어나는 현상입니다. 지구가 0.75도씨가 올라가 있습니다. 지구촌을 감탄 기후변화는 올해도 어김없이 찾아왔다. 그 현상 2010년에 있었던 일입니다. 2010년 IT는 섬에서 화산이 크게 폭발했죠. 진도 7.0의 강진은 23만 명의 목숨을 삼켜버렸다. 진도 7 이상의 지진이 많이 일어났었죠. 그때도 브라질입니다. 브라질. 브라질은 30년 만에 홍수. 폭우가 쏟아졌다. 30년 만에 큰 홍수가 있었습니다. 이번 폭우로 250여 명이 사망했고 1200명이 넘는 이재민이 발생했다. 그 옆나라 칠레. IT 지진의 공포가 칠레에서 큰 지진이 있었어요. 1위 규모 9.8의 지진이 칠레를 강타했다. 이번 지진으로 700여 명이 목숨을 잃었다. 700명이 죽었습니다. 규모로는 세계 역사상 7번째로 강력한 지진이었다. 그리고 중국, 와, 중국? 중국 서남부 민난성에 8달 넘게 비 한 방울 내리지 않고 있다. 100년 만에 최악의 가뭄. 100년 만에 큰 가뭄이었습니다. 중국의 아마존이라 불리던 민난성에서는 경기도 면적 3배에 해당하는 농경지가 말라붙었고 그리고 중국의 또 다른 곳에서는 중국의 화산은 여기서 끝이 아니었다. 지난 14일 중국 칭하이 성에서는 규모 7.1의 강진으로 인해 2천여 명이 사망했고 12,000여 명의 부상자가 발생했다. 2천여 명이 죽었습니다. 그리고 몽골. 몽골은 국토의 90%를 뒤덮는 엄청난 너무나 많은 눈이 왔고 아주 추웠어요. 그래서 양이고 염소고 소고 막 죽었습니다. 500만 마리가 넘는 가축들을 떼주국으로 몰아넣었다. 조드, 즉 하얀 재앙이라 불리는 이 죽음의 혹한은 몽골을 초토화시켰다. 그리고 아이슬란드에서 큰 화산이 폭발했습니다. 아이슬란드에서는 유례없는 화산 폭발이 일어났다. 화산재가 유럽 대륙으로 퍼지면서
영국, 프랑스, 독일을 비롯해 총 20개국이 공항을 폐쇄했다. 9.11 테러 이후 최악의 항공 대란으로 세계 항공업계는 22억 달러의 손실을 입었다. 지구의 비명 속에 오늘도 인류는 신음하고 있다. 지구가 이상합니다, 사실은. 자유롭고 좀 따로 같지, 나로 라로. 베트남은 약간 안전하지만 지구 전체가 아주 위험해지고 있어요. 성경에서 예수님이 말한 예언들이 다 지금 일어나고 있잖아요. 이 성경이 전 세계에 전파되면 그제야 끝이 올 것이다 라고 이야기를 하고 있어요. 이건 지금 말한 게 아닙니다. 미래에 대해서 예수님이 한 말이죠. 이스라엘 역사, 이스라엘 사람들이 회복돼서 그 땅에 돌아가는 것도 마지막 때 일어난 일 중에 하나입니다. 결국은 세상은 전쟁으로 끝나게 되어 있습니다. 성경에 따르면. 아직 안 끝났죠, 세상은. 그래서 제가 미래에 대한 이야기를 드릴게요. 지금 현재 신문입니다. 아주 위험한 상황이고 무기들이 많이 있다라고 되어 있어요. 많은 나라들이 핵무기를 갖고 싶어 합니다. 현재 있는 핵무기로 지구를 100번 정도 멸망시킬 파괴시킬 수가 있어요. 뭐죠? 마 trên thế giới thì có nhiều vũ khí mà hạt nhân mà những vũ khí hạt nhân đó có thể mà hủy diệt trái đất của mình. 근데도 많은 나라들이 더 핵무기를 만들려고 합니다. Nhưng mà nhiều quốc gia muốn có mà nhiều mà vũ khí hạt nhân nữa. 결국은 세상은 불로 멸망하게 돼 있습니다. Kết cục là cuối cùng là thế gian thì sẽ bị hủy diệt bởi lửa. 인류가 만든 무기 중 가장 무서운 무기가 바로 이거잖아요. Đó là một vũ khí mà rất là sợ, đáng sợ. Đó là hạt nhân là của con người làm, bởi con người làm. 성경에 아주 이상한 말이 있습니다. Kinh Thánh có một lời rất là kỳ lạ. 이 스가랴 14장은 마지막 전쟁에 대한 이야기입니다. Đó là Sachari mà đoạn 14 câu 12 là về một cuộc chiến tranh cuối cùng của thế gian. 거기에 이렇게 돼 있어. 이런 걸 있습니다. Đời mà có nói nhiều vậy. 함께 읽어볼까요? Chúng ta cũng nhau đọc câu kinh thánh này. Và đại sẽ là tai và là Jehovah dùng để phạt mỗi lần chan chính cùng Jerusalem. Ngài sẽ làm cho ai nấy khi trong đừng những thi thịt mực ngạc đá. Mác mục trong bản nó, lưỡi mục trong miệng nó. 마지막 전쟁이 예루살렘을 중심으로 해서 일어나는데 이때 있을 일입니다. có một cuộc chiến tranh thì sẽ xảy ra mà tại mà Jerusalem thì là trong đó thì sẽ mà những điều gì mà sẽ xảy ra như vậy. 눈이 구멍 속에서 썩을 것이요 혀가 입 속에서 녹아 버릴 것이다. thì một nắc đa và bắt một trong vành nó. 스가랴서는 이 스가랴 책은 12장부터 마지막 끝에 대한 이야기, 끝날에 대한 이야기들이 나와요. 사자리 mà từ đoạn 12 thì là về mặt của tương lai cuối cùng. 이게 무슨 이야기일까요? Thế. Cái này là về cái gì? Về cái gì? 마지막 전쟁입니다. Đó là về cuộc chiến tranh cuối cùng. 핵 전쟁이 일어나면 사람들이 이렇게 죽을 거다라고 누가 그림을 그려놨어요. Đó là một hình ảnh mà người ta mà làm ra mà nếu khi mà con ngày cuối cùng mà nếu mà có mà cuộc chiến tranh mà hạt nhân thì con người sẽ chết như vậy. 눈이 구멍 속에서 녹아버리고 혀가 입 속에서 녹아버리고 lưỡi của chúng ta mà bị mất trong miệng của chúng ta. 그러니까 성경은 아주 오래전에 기록됐고 Kinh Thánh mà đã được viết là cách đây rất là lâu rồi. 이건 아주 지금 최근 일이잖아요. Đó là một
cái việc mà hiện tại sẽ xảy ra. 서 있는 동안에 사람이 죽는 거예요. Người ta mà sẽ chết mà trông mà đứng đứng lên đứng. 이건 과학자들이 다 지금 예측하는 겁니다. Đó là nhà khoa học đã đang đoán là như vậy. 그리고 베드로 후서에도 하나님이 큰 열을 가지고 모든 그 원소들이 다 녹아 버릴 것이다. 이렇게 기록을 하고 있어요. Và hai mà sách Phi-e-rơ mà hai đoạn 3 câu 12 cũng nói là các thể chất sẽ bị thiêu mà từng tăng chạy đi. 큰 불에 다 녹아 버린다. Tăng chạy đi. Bị thiêu mà tăng chạy đi. 시편 11편에는 마지막 재앙에 대해서도 이렇게 이야기를 하십니다. Trong sách Thi-thiên đoạn 11 thì cũng nói như vậy. 불과 요한과 태우는 바람이 저희 잔에 소득이 되리로다. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bãi lửa và diêm. Một ngọn gió phỏng sẽ ra mà phơn của chúng nó. 불과 요한과 태우는 바람. Và lửa và diêm bằng gió phỏng. 어떤 전쟁에서 불과 요한과 태우는 바람이 있나요? Có cuộc chiến tranh nào mà có những điều này? 또 요엘서 2장에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. Và sách Joel mà đoạn 2 mà cũng có lời như vậy. 함께 읽어 볼까요? Chúng ta cũng nhau đọc câu kinh thánh này. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất, tức là máu lửa và những chỗ khói. 이 핏빛이요. 핏빛 불과 연기 기둥. Và chỗ khói. 이 요엘서도 마지막 날에 있을 이야기를 아주 자세히 이야기하는 성경. Joel lại cũng nói về tương lai. 여러분 성경을 조금만 읽어보세요. Nếu các quý vị ở đây mà đọc kinh thánh một chút thì 성경은 과거, 현재, 미래를 자세히 이야기하고 있거든요. Tại vì kinh thánh nói về tương lai mà cũng quá khứ và tương lai nữa. 여기 2월 요엘서는 미래에 대한 이야기입니다. 우리 미래에 대한. Joel lại là về tương lai. 그 당시에 있는 이야기를 하면서 미래를 자세히 또 이야기합니다. Cũng mà nói về mà trong lúc đó cũng nói về tương lai. 핏빛 불과 연기 기둥이 있을 것이다. Có máu lửa và cũng có mà những mà chỗ khói. 이게 바로 그런 거잖아요. Đó là giống như vậy. Giống như lời kinh thánh này. 불과 요한과 태우는 바람. Có mà lửa và gió phỏng. Diêm. 그리고 핏빛 불과 연기 기둥. Và máu lửa mà chỗ khói. 이상하잖아요. Có lạ lùng không? 어떻게 이걸 성경은 알고 있을까요? Tại sao kinh thánh mà biết? Có thể viết như vậy. 성경은 사람의 책이 아니거든요. Tại vì kinh thánh là không phải là sách của con người. 이스라엘의 역사도 그렇고 이 미래 역사도 다 하나님이 기록을 한 겁니다. Nhưng mà lịch sử của dân Do Thái và nhân loại của chúng ta cũng là Đức Chúa Trời viết. 이 내용을 기억하면서 이 영상을 한번 보세요. Chúng ta xem đoạn phim này. Chúng ta phải nhớ. Đó là 마지막 전쟁 때 있을 만한 이야기를 만든 거예요. Đó là làm một đoạn phim mà cuộc chiến tranh mà cuối cùng sẽ ra như vậy. 사람들은 스스로가 스스로를 멸망시킵니다. Con người sẽ hủy diệt bản thân mình.
이 중에 일부는 진짜 영상입니다. Có một số phim trong đoạn phim này thì là một hình mà phim mà thực tế. 핵 실험을 하면서 실제로 찍은 사진들이. Giống như là quay phim mà trong thử nghiệm mà vũ khí hạt nhân. 성경대로 보면 이렇게 역사가 진행이 될 겁니다. Cho nên nếu chúng ta thông qua mà kinh thánh thì có thể biết lịch sử của nhân loại sẽ là như vậy. 성경에는 마지막 전쟁 일어날 장소까지 기록이 돼 있어요. Trong kinh thánh thì ghi chép một nơi mà có cuộc chiến tranh cuối cùng. 그 이름이 바로 아마겟돈이라고 돼 있어요. 너희 너라 하마겟돈. 그리고 거기 지금도 아마겟돈에 가면 지금 이곳이 이제 아마겟돈이라는 곳이고. 너라 목 너희 마 하마겟돈 좀 괜찮아. 저쪽에 큰 들판이 있잖아요. 거목 동방 동방. 그리고 기록이 이렇게 돼 있어요. 여기 이제 게시판이 하나 있는데요. 거목 방 방 통신 마 cũng có ghi chép như vậy. 여기는 성경의 아마겟돈인데 이곳에서 마지막 전쟁이 일어날 것이다. 메기토라 하마겟돈 tại đây chiến tranh cuối cùng sẽ bị xảy ra vào cuối ngày. 성경대로. Theo kinh thánh. 보세요. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. 만 lúc trước sẽ dựng nên trời đất. 에덴 동산 이야기와 노아 홍수 이야기가 사실이었습니다. Và cũng mà câu chuyện của ông Noe và vườn Eden cũng là sự thật. 하나님이 물로 세상을 심판한 적이 분명히 있었습니다. Đức Chúa Trời cũng đã mà phán xét thế gian bằng lửa, bằng nước. 하나님이 불로 소돔과 고모라를 심판하셨습니다. Cũng Đức Chúa Trời đã phán xét mà thành Sodom và Gomorrah bằng lửa. 이스라엘을 하나님이 홍해 바다에서 구원하셨습니다. Cũng Đức Chúa Trời đã giải cứu dân tộc Israel mà từ biển đỏ. 끝까지 하나님의 말씀 듣지 않아 2000년 동안 고난을 받았습니다. Và dân Thái mà cứ không nghe lời của Ngài cho nên bị mà hủy diệt, bị xử phạt, mà trong vòng 2000 năm. 하지만 하나님의 은혜로 그들은 돌아와서 회복이 되었습니다. Dân Thái đã khôi phục lại bởi ân điển của Đức Chúa Trời. 그리고 현재 예수님이 말한 마지막 시대의 일들이 일어나고 있습니다. Bây giờ hiện tại thì bây giờ mà chúng ta đang sống và những điểm lạ mà đang xảy ra theo lời tiến chỉ của Đức Chúa Giêsu. 세상이 창조될 때부터 지금 또 미래까지 다 성경대로 되잖아요. Tất cả mà những lịch sử nhân loại người đã là đúng theo kinh thánh. 하나님이 말한 건 한 번도 틀린 적이 없습니다. Nếu có gì mà Đức Chúa Trời đã nói thì tất cả là đã là ứng nghiệm rồi. Không có gì mà không có gì mà sai. 그 사람들 중에 미래를 예언하는 사람들 있잖아요. 점치는 사람들. Có một số người thì có thể nói lời tiên tri. 그 사람들은 맞을 때도 있고 틀릴 때도 있어요. Mà những lời tiên tri của người những người đó có khi đôi khi đúng mà đôi khi không đúng. 그 성경에서는요. 어떤 사람이 미래를 이야기했는데 틀린 게 조금이라도 있으면 죽이라고 돼 있어요. Nhưng nếu trong kinh thánh thì nếu có ai nào đó mà nói lời tiên tri nhưng sai một điều gì đó thì phải giết người đó. 왜냐면 하나님은 100% 맞거든요. Tại vì Đức Chúa Trời là 100% đúng. Đúng 100%. 많은 사람들이 돈을 주고 미래를 이제 이야기 들으려고 합니다. Nhiều người muốn nghe, muốn biết tương lai của mình sẽ ra như thế nào. 사람이 어떻게 미래를 100% 합니까? Mà làm sao mà con người mà biết được tương lai của mình 100%? 하나님은 성경에 기록을 했잖아요. Nhưng Đức Chúa Trời thì sao đã ghi chép trong sách kinh thánh? 그대로 됩니다. Tất cả điều đó sẽ đúng theo kinh thánh. 하나님이 우리에게 어떤 말을 하면 그것도 그대로 실현이 될 겁니다. Giống như nếu Đức Chúa Trời nói với chúng ta mà những điều gì đó thì những cái đó cũng sẽ ứng nghiệm. 그래서 지혜로운 사람은 재앙을 보면 숨어서 피하지만요. 어리석은 사람은 그대로 나아가다가 해를 당합니다. Và người khôn ngoan thái đều tai vạ và ứng mệnh nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải vạ. 만약에 하나님이 쭉 이 길을 가면 큰 구멍이 있다라고 말을 했어요. Nếu Đức Chúa Trời nói là nếu chúng ta mà bây giờ đi đường này thì chắc bị gặp một lỗ. 그럼 우리는 피해야 됩니다. Thì chúng ta phải tránh. 근데 많은 사람들이 상관없어요. 나는 계속 갈래요. 이렇게 말을 해요. Mà nhiều người nói là không sao đâu, tôi cứ đi. 나는 하나님 말씀 듣지 않아요. Tôi không nghe lời của Ngài. 나는 사람의 말을 들을 거예요. Tôi nghe mà thích nghe lời của con người. 나는 나의 생각을 존중해요. Tôi mà tôn trọng mà suy nghĩ của tôi. 나는 내 병 하나도 제대로 치료를 못 합니다. Tôi không thể mà xử trí bệnh dịch bệnh của mình. 사람은 죽은 사람을 한 사람도 몰라 못 살려요. Con người thì không thể làm cho sống người đã chết. 근데 예수님은 세 사람 죽은 사람을 살렸잖아요. 몇 번이나. Đức Chúa Giêsu thì đã làm cho sống lại.
người đã chết. 그런 능력이 있었어요. Đức Chúa Giêsu thì có khả năng, có năng lực như vậy. 그리고 이렇게 예언을 쭉 하신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng phán lời tiên tri như vậy. 자, 어제 예수님이 예언한 것 중에 기억을 하실지 모르겠네요. Các quý vị ở đây có thể nhớ được không mà ngày hôm qua mà Đức lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. 예수님이 예루살렘 여자들에 대해서 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라 그랬잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng nói là mà phải cho mà phụ nữ mà đuổi theo Đức Chúa Giêsu mà nói là đừng khóc ta về mà là khóc về con và con cái của các 기억하시죠? phụ nữ. Còn nhớ chưa? 예루살렘이 병사들에 대해서 에호사임을 당할 것이다. Thành Jerusalem sẽ mà bao phủ sẽ mà là ma binh sĩ là ma bao phủ. 기억하시죠? Còn nhớ chưa? 그 예수님이 이야기한 거예요, 이거. Đó là lời của Đức Chúa Giêsu đó. Yesu nói như vậy. 예수님이 예언한 건 한 번도 안 틀렸잖아요. Lời của Đức Chúa Giêsu, lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu thì chưa bao giờ, không bao giờ, không hề nào mà sai. 오늘은 그 예수님이 나에게 무슨 말을 하실까 그걸 한번 들어보려고. Thì bây giờ chúng ta phải nghe lời tiên tri, lời của Đức Chúa Giêsu. 하나님이 nói như thế nào về bản thân mình. 나에 대해서 무슨 말씀을 하시나요? Nói về tôi. 지금 성경을 쭉 배워보면 여러분이 아마 아시게 되는 게 하나 있어요. Nếu chúng ta cứ học kinh thánh thì chúng ta tự nhiên mà biết một điều đó, một điều. 아, 하나님은 죄를 싫어하는구나. Đức Chúa Trời thì ghét tội lỗi. 여러분 죄 좋아하세요? Các quý vị ở đây thì sao có thích tội không? Tội. 죄 좋아하는 사람 없잖아요. Không có ai mà thích tội lỗi. 죄는 좋아하지만 사실은 우리는 안 좋아합니다. Thực sự là thích phạm tội nhưng chúng ta thì không thích tội lỗi. 죄를 짓지만 우리는 죄를 좋아하지 않아요. Chúng ta mà cứ phạm tội nhưng không thích tội lỗi. 하나님은 죄가 없고 죄를 좋아하지 않습니다. Đức Chúa Trời thì là một đấng mà không có tội lỗi, cũng là ghét tội lỗi. 우리는 뭘 해야 될까요? Thì chúng ta phải làm gì? 성경에 나온 역사를 다 봤어요. Chúng ta đã xem tất cả lịch sử trong kinh thánh. 그 사실이라는 것도 우리가 공부를 했습니다. Chúng ta cũng đã học là tất cả điều đó là sự thật rồi. 우리는 뭘 해야 될까요? Thì chúng ta phải làm gì? 성경에 답이 있어요. Trong kinh thánh có trả lời đúng. 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 모든 명령을 지키라. Chúng ta hãy nghe lời kết quả lời kết của mà lý thuyết này. Cho nên hạ khá mà kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều danh Ngài. 그게 우리가 해야 될 단 한 가지. Đó là một công việc chúng ta phải làm. 하나님을 경외하고 명령을 지키라. Kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều danh của Ngài. 하나님 진짜 있으니까요. Tại vì Đức Chúa Trời có tồn tại thực sự. 다른 신은 거짓이니까요. Tại vì là thần khác là thần giả. 진짜 아버지가 있으면 그 아버지를 섬겨야 되는 게 정상이잖아요. Nếu đối với chúng ta có cha thực sự thì chúng ta phải tôn trọng cha đó. Người 다른 아버지한테 가서 아버지 그러면 안 되는 거예요. Nếu có cha thực sự thì chúng ta không được kêu người khác là cha của mình. 내 진짜 아버지가 와서 내 아버지라는 증거를 했으면 우리는 믿고 그 아버지를 존중해야 되죠. Nếu có cha thực sự đến cùng chúng ta thì chúng ta phải tôn trọng cha đó. 아버지라는 증거가 확실하고. Nếu có bằng chứng đó là cha của mình, người đó là cha của mình. 다른 아버지는 자기가 아버지라는 증거가 없어요, 증거가. Nếu mà cha khác thì sao? Không có bằng chứng. 그래서 하나님을 경외합니다. Thì phải chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. 근데 두 번째 명령이 그 하나님의 명령을 지킬지어다 이렇게 됐어요. Và thứ hai thì giữ các điều răn Ngài. 그리고 나서 하나님께서 모든 일과 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라라고 하십니다. Sau đó thì vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đối việc kinh nghiệm. 모든 일과 모든 은밀한 일을 심판할 거다. Tất cả công việc và mà tất cả công việc mà kín niệm hơn hết. 그건 이상한 말이 아닙니다. Đó không phải là một lời lạ đúng. 죄가 있으면 심판하는 게 당연하죠. Nếu có tội lỗi thì phải chịu phán xét, phải chịu đoán xét. 세상에서는 숨겨진 일들이 아주 많습니다. Trong thế gian thì là có nhiều việc mà bị ứng. 나는 나쁜 짓을 많이 했는데 나는 심판을 많이 안 받는 사람 많이 있어요. Giống như là nhiều người có một số người thì đã phạm tội lỗi rất là nhiều rồi nhưng chưa bị đoán xét. 여러분도 그렇잖아요. Chúng ta cũng như vậy. 죄를 많이 했는데 나는 벌을 안 받았어요. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đã phạm tội rất là nhiều lần rồi nhưng chưa bị đoán xét. 나는 신호를 많이 어겼는데 경찰에 안 잡혔어요. Nhiều khi chúng ta mà qua đường cũng là không giữ mà tín hiếu nhưng chúng ta chưa bị phán xét, chưa bị đoán xét. 맞죠? Đúng không? 그거 없어지지 않습니다. Đó không được xóa. 죄는 그대로 있습니다. Tội lỗi của chúng ta thì vẫn mà cần giữ. 왜냐면 여기 보면 하
하나님이 심판한다 그랬어요. 하나님. 다이제 những tội lỗi đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét. 사람이 심판하는 거 아닙니다. Không phải con người phán xét chúng ta. 사람은 실수를 많이 하잖아요. 다이제 con người sẽ bị lỗi. 사람은 자기도 죄가 있잖아요. Con người mà ai nào cũng có tội lỗi. 그래서 사람이 심판할 수 없어요. Cho nên tội lỗi của chúng ta thì con người không thể đoán xét. 하나님이 심판하시리. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đoán xét tội lỗi của chúng ta. 그래서 하나님이 은밀한 일도 심판할 거라고 이야기하잖아요. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc và đến đổi việc mà kín nhiệm hơn hết. 사람은 은밀한 일을 몰라요. Con người thì không biết là mà công việc mà kín nhiệm. 하나님은 압니다. Mà Đức Chúa Trời thì biết rồi. 그래서 하나님만 심판할 수 있어요. Cho nên chỉ có Đức Chúa Trời mới đoán xét con người. 그러니까 하나님이 있어야 되는 겁니다. Cho nên phải có Đức Chúa Trời. 문제는 우리가 하나님의 명령을 지킬 수가 없다라는 거예요. Vấn đề là chúng ta thì không có mà khả năng giữ lời của Ngài, lời mà điều răn của Ngài. 하나님의 명령을 지킬 수 있느냐 없느냐 이건 중요한 문제잖아요. Đó là một cái việc chúng ta có thể mà giữ hay là không được giữ luật pháp của Ngài. Đó là rất là quan trọng. 이 죄라는 건 불법입니다. 불법. Tội lỗi mà là một sự mà làm trái luật pháp, luật pháp. 법을 어기면 그게 법 불법이죠. 죄죠. Chúng ta phạm luật đó là tội lỗi. 법이 뭘까요, 법이? Luật pháp là gì? 하나님의 법이 무엇일까요? Luật pháp của Đức Chúa Trời là gì? 이 성경에 많이 나와 있는데요. Kinh Thánh thì có nhiều luật pháp của Ngài. 이 성경 구약 성경에는 613개의 법이 있습니다. Trong Kinh Thánh thì có 633 luật pháp của Ngài. 그 중에 248가지는 해라라는 법이에요. Trong đó thì có 248 cái 8 điều răn là chúng ta phải đi, hãy đi. 이거 해라 이거. Hãy đi này. 그리고 365가지는 이거 하지 말라라는 법이에요. Và 365 điều răn là đừng có làm, đừng làm, không làm. 그 중에 10개만 하면 볼 거예요. 10개. Trong đó thì chúng ta sẽ xem 10 điều răn của Ngài. 그 10개가 바로 10계명이라는 법입니다. Đó là 10 điều răn của luật pháp của Ngài trong Kinh Thánh. 여러분도 대강 알고 있는 법입니다. Mà 10 điều răn này thì chúng ta ai nào cũng biết được. 10가지 법이 이제 기록이 돼 있는데요. Trong đó thì có 10 điều răn. 위에 있는 이제 네 가지 법은 하나님에 대한 법입니다. Điều răn mà thứ nhất đến thứ tư là về Đức Chúa Trời. 그리고 밑에 있는 이제 여섯 가지는 사람에게 대한 법입니다. Thứ năm đến thứ đến cuối cùng là của Đức Chúa của con về con người. 근데 이거는 성경에 예, 나와 있습니다. 모두. Mà tất cả luật pháp này đã đều mà ghi chép trong sách Kinh Thánh. 그런데 이거는 우리 마음속에도 다 있어요. Nhưng tất cả 10 điều răn này cũng được ghi chép trong tấm lòng của mình. 부모를 공경하라는 이 계명은 우리 마음 속에 있습니다. Hãy mà hiếu kính cha mẹ người trong tấm lòng của chúng ta cũng có luật pháp này, điều răn này. 사람을 죽이지 말라는 계명은 우리 마음 속에 있습니다. Cũng mà luật điều răn mà chớ giết người cũng có ở trong tấm lòng của mình. 이거 다 있어요 우리 마음에. Tất cả điều răn này ở trong tấm lòng của mình. 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라 이 마음 속에 다 있어요. Chớ phạm tội tà dâm và chớ trộm cướp. Cũng có ở trong tấm lòng của mình. 거짓말하지 말라 우리 마음속에 있습니다. Cho nói chứng giỏi cho kẻ lành đó cũng là ở trong tấm lòng của mình. 탐하지 말아라. 다른 이웃의 집의 물건을 탐하지 말라. 다 우리 속에 있습니다. Chó tham nhà kẻ lân cận người đó cũng có ở tấm lòng của mình. 그러니까 이거는 하나님이 우리 마음속에 법을 넣어준 거예요 미리. Những điều răn này là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để cho trong tấm lòng của mình. 이건 이 성경은 하나님의 책입니다. 사람 책이 아니죠. 사킹 탄다이라 lời của Đức Chúa Trời, không phải là lời của con người. 그리고 이 계명들도 사람이 만든 게 아니라 하나님이 직접 주신 거예요. Cũng là 10 điều răn này không phải là con người làm ra mà là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 그러니까 이 의미는 지키면 좋아라는 의미가 아니에요. Ý nghĩa là nếu chúng ta mà giữ các điều răn này thì tốt, không phải như vậy. 이 의미는 지켜라 이거 명령입니다. Ý nghĩa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 10 điều răn này thì chúng ta để chúng ta giữ. 명령을 어기면 어떻게 되죠? Nếu chúng ta phạm thì sao? Không giữ thì sao? 벌이 있는 겁니다. Nếu phạm luật pháp này, phạm 10 điều răn này thì chúng ta phải chịu phán xét. 많은 사람들이요. 이 계명은 알지만 그걸 어겼을 때 벌이 있다라는 걸 몰라요. Nhiều người mà biết là có 10 điều răn này nhưng không biết là nếu chúng ta phạm luật pháp này thì sẽ bị phán xét. 벌이 없으면 명령은 의미가 없거든요. Nếu không có hình phạt thì mệnh lệnh không có ý nghĩa, vô nghĩa. 그럼 사람들이 안 지키니까요. Tại vì là con người không không giữ. 여러분 부모님이 여러분에게 살인하지 말라라고 이야기하던가요? Cha mẹ của chúng ta nói với chúng ta là chớ giết người hay không? 그런 말 안 합니다.
không, cha mẹ chúng ta thì không nói như vậy. 그런데 우리 마음 속에는 살인하면 안 된다라는 생각을 해요. Nhưng trong tấm lòng của mình, ai nào cũng có ý tưởng là không được giết người. 이상하지 않아요? Có là luôn mong. 분명히 사람의 양심 속에는 이 법들이 있습니다. Chắc chắn là trong lương tâm của con người có 10 điều răn này. 그런데 여러분은 이 법을 지켰습니까? Thì sao? Các quý vị ở đây đã giữ mà 10 điều răn này chưa? 부모를 공경하라. Hãy kính à hãy mà hiếu kính cha mẹ người. 그럼 안 하면 어떻게 될까요? Nếu không thì sao? Không. Nếu không làm. 별일 없어요. Không có gì mà. 벌 없어요. Không có hình phạt. 큰 문제 없어요. Không có gì mà vấn đề lớn. 그건 우리 생각입니다. Đó suy nghĩ của chúng ta mà thôi. 심판은 하나님 앞에 가서 있기 때문입니다. Chúng ta chịu phán xét, chịu đoán xét trước mặt Ngài. 구약 성경에는요, 부모를 욕하는 사람은 처형시키라라는 말이 있어요. Trong sách Cựu Ước, nếu mà kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. 이게 하나님이 한 말입니다. Đó là lời của Đức Chúa Trời. 어떤 자식이 부모를 욕하거나 부모를 저주하면 죽여라. Nếu có con nào đó nếu mắng cha hay mẹ thì giết. 여러분은요. Các quý vị ở đây thì sao? 그러니까 한 번이라도 이러면 벌을 받는 거예요. Nếu mà các quý vị ở đây mà phạm một lần đã là một lần rồi thì phải giết, phải bị giết. 어떤 아이가 계속 말을 안 들어요. Nếu có ai, có em bé, trẻ con nào đó, nếu có một đứa con không nghe lời của cha mẹ. 부모의 말을 안 듣고 교훈도 받지 않고 순종하지도 않으면. Nếu một có khi ai có một đứa con mà khó dạy và bội nghịch và không nghe theo lời cha mẹ và không vâng lời cha mẹ thì. 그럼 어떻게 하라고요? Thì sao? 마을 사람들이 다 죽여라 돌. Bây giờ mà chúng dân thành ái sẽ ném đá cho nó chết. 이거 사람의 말이 아닙니다. Đó không phải là lời của con người. 지키셨나요? Chúng ta thì sao? Quý vị đã giữ chưa? 지킨다라는 의미는 계속 지키는 거예요. Ý nghĩa giữ không phải là giữ một lần mà thôi mà là giữ tiếp tục cho đến khi chết. 한 번이라도 잘못하면 안 되는 거예요. Không thể nào chúng ta phạm một lần. 아, 부모님에게 잘 못 살아도 괜찮아. À, chúng ta thì không cần mà hiếu kính cha mẹ, không sao. 그건 우리 생각이라니까. Đó suy nghĩ của chúng ta mà thôi. 하나님은 그렇게 말하지 않아요. Đức Chúa Trời không nói như vậy. 살아내지 말라라는 말씀이 있어요. Chớ giết người. 많은 사람이 살인을 합니다. Nhiều người mà giết người. 뱃속에 있는 아이를 죽이기도 합니다. Nhiều người mà nhiều phụ nữ, nhiều đàn bà mà giết em bé trong bụng. 많이 죽이잖아요. Mà giết nhiều. 그 살인입니다, 분명히. Đó cũng là một tội lỗi mà sắc con sắc người. 그리고 형제 자매를 시도하는 사람은 살인한 겁니다. Và cũng ai giết anh em mình là kẻ giết người. 이것도 하나님이 한 말이에요. Đó cũng là lời của Ngài. 형제 자매를 미워하고 싫어하는 사람 살인입니다. Ai mà giết anh em của mình. 기준이 다르잖아요. Đó là giết kẻ giết người rồi. 기준, 기준 khác nhau. 기준이 달라요. 기준 của Đức Chúa Trời của con người khác nhau. 우리는 물건을 무서운 흉기를 가지고 사람을 죽이면 그게 살인이라고 생각하죠. Nếu chúng ta mà giết người thực tế bằng cái băng gươm hoặc là băng con đảo, đó là tội lỗi giết người. 근데 이 성경에서는요, 사람의 마음을 죽이는 것도 살인이에요. Nhưng kinh thánh thì sao? Nếu chúng ta mà giết tấm lòng của người khác, đó cũng là giết tội lỗi. 사람의 마음을 죽이는 거. Tội lỗi mà giết người. Đó mà giống như là giết tấm lòng của người khác. 사람의 마음이 죽으면 자살을 많이 하거든요. Nếu mà tấm lòng của người mà bị giết thì thường xuyên là tự sát. 형제 자매를 미워하는 거 살인입니다. Ai mà ghét anh em mình là kẻ giết người. 그리고 간음하지 말라 그랬잖아요. Cho phạm tội tà dâm. 성경에서는 처녀가 아니면 죽이라고 그랬어요. Nhưng nếu chuyện người nói là thật mà nàng chẳng phải đồng trinh, nếu không phải người đồng trinh thì phải giết người đó. 하나님 한 말입니다. Đó là lời của Đức Chúa Trời. 여러분도 그렇게 생각하잖아요. Các quý vị cũng suy nghĩ như vậy đúng không? 그런데 죄를 짓는 거예요. Nhưng cứ phạm tội. 하나님을 아는 사람은 그래서 죄를 못 짓는 겁니다. Cho nên là người mà biết Đức Chúa Trời có thật thì không phạm tội như vậy. 남자나 여자나 성적인 깨끗함을 못 지키면
벌 받습니다. Nếu mà người nam đàn ông hoặc là đàn bà nếu mà không giữ mà đồng trinh của mình thì người ấy sẽ bị hủy diệt. 이 세상에서 벌 받는 게 아니에요. 사실은 không phải chịu phán xét trên thế gian này. 죽은 다음입니다. Sau khi chết. 이건 하나님이 이 죄를 얼마나 싫어하는지를 보여주는 거예요. Đó là một lời của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời ghét tội lỗi này như thế nào. 그다음에 결혼한 다음에도 다른 여자와 만나거나 이러면 심판을 받는다라고 기록이 돼 있습니다. Và Kinh Thánh cũng nói là mà sau khi mà kết hôn, mà sau khi mà lấy vợ chồng mà gặp người nữ hoặc là người khác thì cũng sẽ hủy diệt, sẽ bị hình phạt. 이미 결혼한 다른 여자나 다른 남자를 만지기만 해도 벌이 없다라고 하지 않을 것이다. Ai đụng đến mà nàng ác ở chẳng được khỏi bị phạt. Kẻ nào phạm tội ngoài tiên với người đàn bà. 부녀와 간음하는 자는 무지한 자고 이것을 행하는 자는 자기 영혼을 망하게 한다. Kẻ nào phạm tội ngoại tin với người đàn bà tức vô tâm vô trí, ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. 영혼이 망한다. Linh hồn của mình sẽ bị hư mất. 사람의 간음죄는 크게 두 가지죠. Phạm tội lỗi mà tà dâm của con người là thường thường là hai loại. 결혼 전후. Trước khi kết hôn. 그리고 결혼 후. Sau kết hôn. 성경에서는 하나님은 침대를 귀히 여기라 그리고 하나님이 행음하는 자와 간음한 자를 심판하시리라라고 이야기하고 있습니다. Kinh Thánh cũng nói là Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tin. Cũng nói với chúng ta suy nghĩ là mà cái dương của chúng ta là phải rất là quý trọng. 이런 말을 잘 못 들으셨을 겁니다. Chúng ta chắc không có nhiều mà nghe mà lời Kinh Thánh như vậy. 성경은 세 가지 이야기가 있어요. Kinh Thánh thì có ba loại lời. 역사적인 사실은. Có ba sự thật là một sự thật là sự thật thứ nhất là về lịch sử. 그리고 과학적인 사실. Sự thật thứ hai là khoa học. 그다음에 영적인 사실. Sự thật thứ ba là về mặt linh. 오늘은 그 영적인 이야기를 하는 겁니다. Hôm nay thì chúng ta đang học là về mặt linh. Sự thật về mặt linh. 어떤 종 어느 종교에 가든 착하게 살라라는 이야기만 합니다. Tôn giáo nào cũng nói với chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải sống tốt, tốt lành. 그럼 착하지 못하면 어떻게 돼요? Nhưng nếu chúng ta không sống mà tốt lành thì sao? 안 알려줍니다. Tôn giáo không dạy. 그냥 믿으면 돼요. 교회 잘 다니세요. Chỉ nói là tin thôi, tín nhận thôi, đi nhà thờ chăm chỉ đi. 열심히 노력하세요. Chỉ mà sống chăm chỉ thôi. 모든 게 잘 될 거예요. Tất cả việc có thể là được may mắn. 근데 성경은 사실만 이야기하고 있잖아요. Kinh Thánh cứ nói là sự thật mà thôi. 과학적 사실, 역사적 사실. Sự thật khoa học, sự thật lịch sử. 오늘은 영적인 사실. Hôm nay thì sự thật về mặt linh. 법이 있고 법을 어기면 벌이 있잖아요. Nếu phạm có luật pháp, nếu chúng ta phạm luật đó thì chúng ta phải bị hình phạt. 훔치지 말라. Chó trộm cướp. 이것도 하나님의 명령입니다. Đó cũng là lời của Đức Chúa Trời. 100동, 200동 훔치면 나중에 50만동 훔칩니다. Nếu chúng ta mà ăn cắp của 100 đồng hoặc là 200 đồng thì lần sau chúng ta sẽ cướp 1 triệu, 2 triệu đồng, 2 triệu Việt Nam đồng. 이건 바늘입니다. Đó là cái kim. 바늘 훔치기 시작하면 헬멧을 훔칩니다. Nếu chúng ta mà ăn cắp mà cái kim, ăn cướp cái kim thì lần cuối cùng thì chúng ta 헬멧 훔치면 오토바이도 훔칩니다. Chúng ta sẽ mà ăn cướp là non bảo hiểm. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn cướp. 오토바이 훔치면 집 문서도 훔칩니다. Xe máy. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn cướp mà giấy tờ mà mua bán nhà. 훔치는 건 큰 거든 작은 거든 훔치는 겁니다. Và cướp trộm cướp này là nhỏ hay là trộm cướp đều nhỏ hay là đều lớn cũng là tội lỗi mà trộm cướp. 훔친 적이 있다면 이 법을 어긴 거예요. Nếu chúng ta mà anh trộm mà một điều gì nào đó thì chúng ta đã phạm tội này, phạm điều danh này. 오토바이 훔쳐도 훔친 거죠. Nếu chúng ta ăn trộm xe máy thì cũng là phạm tội mà trộm cướp rồi. 바늘을 훔쳐도 훔친 겁니다. Nếu chúng ta phạm mà ăn trộm mà cái kim nhỏ thì cái đó cũng là phạm tội tà dâm, phạm tội trộm cướp. 우리는 크다 작다 생각하지만 하나님은 그렇게 생각하지 않아요. Chúng ta thì suy nghĩ đó là một tội lỗi nhỏ mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời thì không suy nghĩ như vậy. 죄입니다, 죄. Đó là tội lỗi. 일단 법을 어겼으면 벌이 있는 거예요. Nếu chúng ta phạm tội thì chắc có hình phạt. 거짓말하지 말라. 이웃에 대해 거짓 증거하지 말라. Cho nói dối, nói chứng mà dối cho kẻ lần cận mình. 하나님이 한 말입니다. Đó là lời của Đức Chúa Trời. 많은 거짓말이 있어요. Có nhiều nói dối, lời nói dối. 누군가를 속이는 거. Lừa gạt người khác.
거짓말하는 거. Lời nói dối. 거짓말해서 물건을 파는 거. Và nói dối để bán hàng. 속이는 거예요. 그 거울도 저울도 속여서 재고요. Cũng là mà cũng là nói dối mà bạn cái mà con rảnh. 약속 깨는 거. Cũng phá mà vỡ lời. 자기가 말해놓고 안 그랬다고 말합니다. Tôi đã nói rồi, nhưng lần sau thì tôi chưa bao giờ nói như vậy. 증거 대봐, 증거 대봐. 내가 말했다는 증거 대봐. Để tôi mà bằng chứng đi, bằng chứng. 말은 증거가 없잖아요. Nhưng lời dối, lời mà nói dối thì là không có bằng chứng. 하나님은 듣습니다. Nhưng Đức Chúa Trời nghe rồi. 귀를 만든 하나님이 못 듣겠습니까? Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời mà đấng tạo ra mặt tai tai của chúng ta mà tại sao mà không nghe được? 눈을 만든 하나님이 못 보겠습니까? Đức Chúa Trời mà đấng tạo ra mà con mắt của chúng ta mà tại sao mà không thấy được? 다 합니다. Đức Chúa Trời biết tất cả mọi thứ, mọi điều. 거짓말 한 번이라도 했다면 이 법 어긴 겁니다. Nếu chúng ta phạm tội một lần, nếu chúng ta nói dối một lần thì chúng ta đã phạm luật pháp này. 약속에서 깬 적이 있다면 이 법을 어긴 겁니다. Nếu chúng ta mà không giữ mà lời hứa của người với người khác thì cũng là đã phạm luật pháp này. 저는 그냥 말씀을 그대로 그냥 전한 것뿐입니다. Tôi chỉ chia sẻ lời của Đức Chúa Trời mà thôi. 여러분의 운명이 어떻게 될까요? Thì số phận của các quý vị ở đây thì sao? 마지막 탐내지 마. Cuối cùng là cho thăm nhà kẻ lần cận người. 이웃에 있는 좋은 것들을 탐하지 말라. Cho tham lam của người khác. 우리는 항상 탐합니다. Chúng ta mà luôn tham muốn của người khác. 아, 나 저것도 가고 싶고 이것도 가고 싶고 저것도 tôi muốn có cái này, tôi muốn có mà điều kia. 그럼 이 법 어긴 겁니다. Nếu chúng ta mà suy nghĩ như vậy thì chúng ta đã phạm luật này. 이게 하나님의 법이에요. Đó là luật pháp của Đức Chúa Trời. 이걸 좀 종합해 보면 이런 겁니다. Nói chung là như vậy. 하나님의 말씀을 너희가 미워해서 뒤로 던졌다. Thật người ghét sự sửa dạy, bỏ mà sau lưng người cắt lời phán ta. 훔치는 사람들과 친구가 됐다. Khi người thái mà kẻ ăn trộm bên ưng lộng hiệp bới họ. 훔치기도 하고. Và cũng trộm cướp. 그리고 간음도 하고. Cũng mà làm phạm tội ngoại tình. 나쁜 말도 하고. Cũng nói dối, nói xấu. 거짓말도 하고. Mà cũng nói dối, dối. 형제들을 미워하기도 하고 싫어하기도 하고. 아내는. 그럼 어떻게 될까요? Nếu chúng ta làm như vậy thì sao? 다 이렇게 살잖아요. Tất cả mọi người đang sống cũng như vậy. 그런데 문제입니다. Nhưng cái đó là một vấn đề. 아, 사람들은 다 이렇게 사니까 문제가 없어라고 생각을 할 수 있겠죠. Chúng ta có thể mà suy nghĩ là người khác cũng sống như vậy, cho nên là tại sao mà cái này là vấn đề. 이 다음 구절이 뭐 제가 보여드릴게요. Tôi sẽ bày tỏ mà câu sau của kinh thánh này, lời kinh thánh này. 이렇게 돼 있습니다. Đó là lời cầu sau kinh thánh. 내가 나를 너와 같은 줄로 생각했느냐? 내가 이를 행하여도 잠잠하였더니 내가 나를 너와 같은 사람인 줄로 생각했느냐? Người mà Đức Chúa Trời nói là người mà tưởng rằng ta thật y như người, nhưng ta sẽ trách phạt người, tương cách điều đó ra trước mặt người. 하나님께서 사람에게 이야기하고 있습니다. Đức Chúa Trời đang nói phán với con người. 네가 이렇게 잘못하고 살았는데 아무 일도 없었다고 생각하느냐? Người ta mà đang sống như vậy, phạm tội rất là nhiều lần như vậy, nhưng không có gì mà xảy ra hả? 아, 하나님이 없다라고 생각하느냐? Không suy nghĩ là Đức Chúa Trời không có tồn tại hả? 내가 잘못을 했는데 벌이 없어요, 지금. Nếu tôi phạm tội, nhưng bây giờ tôi chưa hình phạt, chưa bị hình phạt, chưa bị tuần xét. 그게 하나님이 없다는 뜻일까요? Thì cái đó là một bằng chứng Đức Chúa Trời không có tồn tại hả? 아닙니다. Không. 나중에 심판할 거거든. Lần sau. Lần sau chúng ta sẽ chịu phán xét. 내가 너를 책망하여 너의 죄를 네 눈앞에 차례대로 베풀 것이다. Ta sẽ trách phạt người tương các điều đó ra trước mặt người. 언제요? Khi nào? 나중입니다. 나중에. Now, sau khi chết. 여러분이 지었던 죄를 하나님은 다 사진을 찍어놨습니다. Đức Chúa Trời đã chụp hình rồi khi mà chúng ta phạm tội. 여러분이 사진, 여러분이 찍었던 모든, 아, 여러분이 지었던 죄의 모든 영상을 다 찍었어요. 염려, chúng ta mà phạm tội thì Đức Chúa Trời lúc đó quay phim, hành động chúng ta. 경찰이 그런 거 하잖아요. 염려, cảnh sát đang mà kiểm soát như vậy. 사진 찍고 동영상 찍잖아요. Chụp hình và quay phim.
경찰이 하는데 하나님이 못 하겠습니까? Cảnh sát được mà tại sao làm sao mà Đức Chúa Trời không làm được? 우리가 지금 모든 죄를 하나님 다 알고 있어요. Tất cả mọi mà tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Trời cũng biết rồi. 그리고 나서 나중에 하나씩 보여주는 거예요. Sau đó sau khi chúng ta mà đứng trước mặt Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chúng ta những tất cả tội lỗi của chúng ta đã phạm. 그리고 나서 큰 경고가 하나 있습니다. Sau đó thì một cảnh báo rất là lớn. 하나님을 잃어버린 너희여 이제 이를 생각하라. Hỏi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó. 반드시 생각하라. Chúng ta phải suy xét điều đó. 그렇지 않으면 내가 너희를 찢을 것이다. Nếu không, kẻ ta sẽ nát người, không ai giải cứu chăng. 되게 무서운 말이잖아요. Đó là một lời rất là đáng sợ. 죄가 있는 사람에게 경찰은 무섭습니다. Đối với người phạm tội, cảnh sát là một sự tồn tại rất là đáng sợ. 죄가 있는데 해결이 안 된 사람에게 하나님은 무섭습니다. Người mà có tội lỗi mà chưa được giải quyết, Đức Chúa Trời thì một đấng rất là đáng sợ đối với những người đó. 이건 사람의 말이 아닙니다. Đó không phải là lời của con người. 하나님의 말입니다. Đó là lời của Đức Chúa Trời. 그래서 이제 생각해야 돼요. Cho nên chúng ta phải suy xét, suy nghĩ. 그럼 어떻게 해야 되냐 이거? Thì chúng ta phải làm gì? 심판은 우리가 살아 있는 동안에 우리에게 있는 게 아닙니다. Chúng ta không chịu phán xét trong lúc mà lúc chúng ta đang sống. 심판은 반드시 죽은 다음에 있어요. Có chịu phán xét sau khi chết, có chịu phán xét. 사람들은 한 번 반드시 죽고요. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần. 그 다음에요. Rồi chịu phán xét. 그 다음에 심판이 있어요. Rồi chịu phán xét. 그러니까 악하게 산 사람들도 큰 심판 안 받습니다. Người nào mà đã phạm tội rất là nặng, rất là xấu, bây giờ mà hiện tại đang sống thì không bị đoán xét. 왜요? Tại sao? 죽은 다음에. Nhưng phải có chịu phán xét sau khi chết. 그게 맞죠? Đó là đúng. 그게 맞잖아요. Đúng không? 죽은 다음에 심판 있는 게 확실합니다. Sau chết phải có chịu phán xét. Đó là chắc chắn là đúng. 한 번도 거짓말하지 않는 하나님이 경고하는 겁니다. Bây giờ là cái này là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời mà đấng chưa báo cho nói dối. 이스라엘 역사를 다 안 하나님이 지금 이야기하고 있는. Bây giờ Đức Chúa Trời mà đã biết tất cả lịch sử của dân Israel đang nói như vậy. 한 종교의 책이 아닙니다. Không phải là kinh thánh là không phải là một quyển sách của một tôn giáo. 네, 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Tôi mà ta nói cho nên tất cả là sẽ ứng nghiệm. 성경이 계속 반복되는 말입니다. Kinh thánh cứ nói như vậy. 나라마다 이 심판과 법이 다 다르잖아요. Theo mà nước cũng là luật pháp khác nhau và hình phạt khác nhau. 베트남 사람들은 베트남 법을 어기면 감옥에 가죠. 베트남 감옥. Người Việt Nam thì nếu phạm luật pháp của Việt Nam thì phải đi tù. 현재 베트남에 사형소가 한 300명 이상 있다고 하더라고요. Việt Nam 근데... thì có nơi mà nhà tù mà một nơi mà nhà tù mà có thể mà giết người là khoảng 300 chỗ. 하나님의 나라에는 성경이 기준이 돼서 그걸 어기면 지옥 갑니다. Nhưng Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời thì kinh thánh là luật pháp của Ngài. Nếu chúng ta phạm luật pháp thì chúng ta phải đi vào địa ngục. 이 베트남에 대한 게 사실이면 이것도 당연히 사실이에요. Nếu mà về Việt Nam là sự thật thì về Đức Chúa Trời cũng là sự thật. 법은 다르거든요. Mà luật pháp là khác nhau. 그런데 기준은 거의 같습니다. Nhưng tiêu chuẩn là giống nhau. Tiêu chuẩn. 이건 옆에 있는 싱가포르 나라의 법입니다. Đó là luật pháp của Singapore mà bên Việt Nam. 길을 그냥 건너면 100만 đồng 내야 됩니다. Nếu mà bất chấp tín hiệu giao thông và bằng qua đường thì phải trả 1 triệu đồng. 거리를 더럽히면 2000만 đồng 내야 돼요. Nếu mà làm bẩn đường phố thì phải trả 20 triệu đồng. 그리고 담배를 피면 2000만 đồng. Nếu hút thuốc trên đường phố thì phải trả. 여러분 이거 tiền 2 triệu. 왜 그런지 아세요? 20 triệu đồng. Tại sao như vậy? 왜 그런지 아세요? Tại sao? Phát tiền như vậy. 모르니까 담배를 막 피는 겁니다. Không biết cho nên là hút thuốc. 담배 피는 사람보다 옆에 있는 사람이 빨리 죽습니다. Tại vì là nếu mà có ai mà hút thuốc thì người bên cạnh người hút thuốc sẽ chết sớm hơn người hút thuốc. 이건 이미 밝혀졌습니다. Đó là một kết quả mà nhà khoa học đã nghiên cứu. 담배 피는 사람보다 옆에 있는 사람 빨리 죽어요. Người mà hút thuốc trực tiếp mà có người mà hút thuốc gián tiếp, người này sẽ chết sớm hơn.
집에 손자가 있는데 담배 피는 할아버지들이 있죠. 어냐 thì có một con cháu mà có một số ông nội hoặc là ông ngoại mà cứ hút thuốc này. 아이 죽이는 겁니다. Đó là một hành động mà giết con cháu. 모르니까 그런 거예요. Tại vì không biết. 그래서 làm như vậy. 그래서 벌금이 큰 겁니다. Cho nên là mà phạt tiền rất là lớn. Tiền phạt rất là lớn. 화장실에서 물을 안 내리면 300만 đồng. Ở Singapore thì nếu mà không xả nước ở nhà vệ sinh thì khoản trả tiền phạt là 3 triệu. 더러운 걸 좋아하는 사람은 없어요. Không có người mà thích ô uế, dơ dãi. 근데 베트남에서는 괜찮고 싱가포르에서는 벌이 큽니다. Nhưng mà ở Việt Nam thì không sao, nhưng ở bên Singapore thì là đó là một tội lỗi rất là lớn. 모든 사람이 더러운 건 싫어해요. Tất cả mọi người ai nào cũng không thích dơ dãi. 벌만 달라요. Mà chỉ có mà hình phạt là khác nhau. 여기서는 벌이 없고 싱가포르는 벌이 ở Việt Nam thì không có hình phạt như vậy, nhưng ở bên Singapore thì có hình phạt. 음주운전하면 어떻게 될까요? Nếu chúng ta mà uống rượu và lái xe thì sao? Lái xe mà say rượu thì sao? 불가리아에서는 한 번은 봐주지만 두 번째는 사형입니다. Ở nước Phần Lan thì một tháng ở Bulgaria thì là lần một thì chỉ có cảnh cáo thôi mà lần thứ hai thì giết người. 엘살바도르에서는 그냥 술 먹고 운전하면 바로 총살. Ở nước El Salvador thì là nếu mà lái xe say rượu thì án tử hình bằng súng. 여기서 술 먹고 운전하지 말라고 많이 붙어 있더라고요. 그림들이. 어, cũng có trên đường phố nhiều mà cảnh cáo là đừng có mà lái xe mà sau khi mà uống rượu. 불가리아나 엘살바도르 가면 사형이에요, 사형. Mà nước Bulgaria và El Salvador thì là nếu mà say rượu mà lái xe say rượu thì là chắc bị giết. Bị chết. 술 먹고 운전하는 건 나쁩니다. Tại vì là một cái việc mà lái xe say rượu là một rất là cái việc xấu. 왜냐하면 사람을 죽일 수 있기 때문에. Tại vì có thể mà giết người khác. 그래서 벌이 무겁습니다. Cho nên là hình phạt rất là nặng. 나쁜 건 확실하지만 벌만 달라요. Mà đó là một điều xấu nhưng hình phạt là khác nhau. 나쁜 건 확실하죠. Đó là một cái việc mà xấu đúng không? 동의하십니까? Có đồng ý không? 동의하잖아요. Đồng ý. 벌이 분명히 있습니다. Tại vì có hình phạt. 근데 누가 어떤 벌을 주냐 이게 다른 거예요. Mà quan trọng nhất là ai mà hình phạt như vậy. 뭐 이란에서는 물건을 훔치면 두 손을 잘라 버립니다. Ở nước Iran thì nếu chúng ta mà ăn cắp một điều gì đó thì phải chắc cả hai tay. 물건 훔치면 나쁜 거예요. Đó là một hành động xấu. 근데 이란에서는 잘라 버립니다. Mà nước Iran thì phải chắc phải cắt. 이란엔 도둑이 없어요. Tại vì là bên Iran, cho nên là bên Iran thì không có người trộm cướp. 벌만 달라요. Chỉ có hình phạt là khác nhau. 하나님은 이런 사람들에 대해서 어떤 벌을 내릴까요? Thì Đức Chúa Trời thì sao? Sẽ mà hình phán xét như thế nào như cho những người này? 하나님은 가장 선하고 공의롭고 죄가 없어요. Đức Chúa Trời thì là đấng mà công bình, không có tội lỗi, rất là sạch sẽ. 죄에 대한 싹은 사망입니다. Tiền công của tội lỗi là sự chết. 죽음입니다. Phải chết. 그래서 여러분이 죽습니다. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sẽ chết. 아시겠습니까? Biết được. 여러분이 왜 죽습니까? Tại sao chúng ta phải chết? 건강한 사람도요, 병이 없는 사람도 결국 죽잖아요. Người sức khỏe mà sau một thời gian cũng phải chết. 죄의 싹은 사망입니다. Người khỏe mạnh cũng phải chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. 근데 여기서 이 사망이라는 건 결국은 영원한 지옥을 의미하는 거예요. Mà sự chết trong kinh thánh này là gì? Sự chết cái đấy là ở phải đi xuống địa ngục đời đời. 사람이 죄를 지면 죽고 나서 심판을 받습니다. Sau khi chết thì con người phải chịu phán xét. 성경은 심판의 장면을 자세하게 묘사를 합니다. Kinh thánh mà mô tả mà trường hợp mà con người phán xét trước mặt ngài. 아주 자세합니다. Rất là rõ, rất là chính xác. 자세한 이유가 있다 그랬잖아요. Có lý do mà chính xác. 사실이 아니면 자세히 못 씁니다. Nếu không phải là không phải sự thật thì không thể mà ghi chính xác như vậy. 책들이 열려 있습니다. Có mà trong mà trên tòa án thì có sách đã mở. 그리고 생명 책도 있습니다. Cũng có sách sự sống. 그 책들에 기록된 대로 심판을 받습니다. Tất cả mỗi người cũng chịu phán xét theo sách sự sống đó. 그 사람들이 자기가 행했던 행동대로 심판을 받게 됩니다. Cũng mà nhiều người mà sẽ chịu phán xét theo mà hành động của mình đã làm. 이게 이상한 건 아닙니다. Đó không phải là một cái việc mà lạ lùng.
내가 지었던 죄들이 있다면 그 죄에 따라서 심판을 받습니다. Nếu có tội lỗi mà tôi đã phạm thì tôi phải chịu phán xét theo tất cả tội lỗi của mình. 벌이 뭘까요, 벌이? Thì mà hình phạt là gì? 여러분 훔친 적 있다면 이런 거 하면 손 자르는 겁니다. Nếu chúng ta mà đã có gì đã làm mà phạm tội mà trộm cướp, nếu mà chúng ta đi nước Iran thì chúng ta phải chặt tay. 맞습니다. Đó là đúng. 여러분 싱가포르 가서 여행하다 고리를 더럽히면 2천만 동 내야 됩니다. Nếu chúng ta đi du lịch đi Singapore mà nếu mà chúng ta làm dơ dãi mà trên đường phố thì chúng ta phải chi trả tiền phạt 20 triệu. 사실이잖아요. Đó là sự thật. 내가 죽은 다음에 하나님 나라에 하나님 앞에서 심판을 받았을 때 내 죄가 있다라는 게 증명되면 어떻게 될까요? Nếu mà sau khi chết tôi mà đứng trước mặt Ngài nhưng tôi vẫn có tội lỗi thì sao? 손이 잘릴까요? 잡다야. 훔쳤다는 게 증명되면 손이 잘릴까요? Nếu mà bảy tôi chú sợi nói với chúng ta người ta mà đã phạm tội mà trộm cướp thì chúng ta tại야. Không. 불에 던져집니다. Quăng xuống địa ngục. 불에 던져진다고요. Ném xuống địa ngục. Bị ném xuống địa ngục. 불 호수에 던져져요. 불. 그것이 바로 두 번째 죽음입니다. Đó là sự chết thứ hai. 두 번째 죽음. Đó là sự chết thứ hai. 그러면 그 두 번째 죽음은 불 호수에 들어간다라는 겁니다. Sự chết thứ hai đó là chúng ta phải vào lửa, hồ lửa. 그게 아까 말한 사망입니다. 사망. Đó là sự chết trong kinh thánh. Đó. 지금 제가 틀린 말하지 않습니다. Tôi đang nói mà thật thiệt mà. Lời thiệt. 생각을 해보세요. 이렇게 되는 거예요. Chúng ta phải suy nghĩ. Tất cả mỗi người phải là như vậy. 우리는 죄를 너무 작게 생각하거든요. Chúng ta suy nghĩ là tôi lỗi của mình rất là nhỏ xíu. 이유가 있어요. Có lý do mà. 다 죄를 지으니까. Tại vì tất cả mỗi người chúng ta ai nào cũng phạm tội. 너도 훔친 적 있지? Người cũng phạm cũng mà đã trộm cướp rồi đúng không? 나도 훔쳤어. Tôi cũng như vậy. 아마 괜찮을 거야. Thì có thể là không sao. 아닙니다. Không phải. 심판은 우리들끼리 하는 게 아니에요. Mà đoàn xét không phải là con người đoàn xét con người. 하나님이 심판합니다. Đức Chúa Trời đoàn xét con người. 너도 간음했지? Người cũng phạm tội tà dâm rồi đúng không? 나도 간음했어. Tôi cũng phạm tội tà dâm rồi. 괜찮아. Không sao. 우리 생각입니다. Đó suy nghĩ của chúng ta mà thôi. 회개하셔야 됩니다. Chúng ta phải ăn năn. 이 열 개의 법들이 있는데요. Ở đây có 10 điều danh. 이 열 개의 법들은 열 개의 고리로 이야기를 했어요. Đây có 10 điều danh là giống như là một hai 10 cái vòng, 10 cái vòng. 이 중에서 몇 개의 고리가 떨어지면 이 사람이 여기 지옥으로 떨어질까요? Nếu mà người ta để mà xuống mà địa ngục thì là phải mà phá mấy cái. 몇 개가? Phải phá mấy cái. 하나만. Chỉ có một cái thôi. 법 하나만 어기면 그냥 떨어지는 겁니다. Nếu chúng ta phạm một cái thì chúng ta phải xuống địa ngục. 베트남에도 법이 많잖아요. Ở Việt Nam có nhiều luật pháp. 하나만 어기면 경찰한테 잡힙니다. Nếu chúng ta phạm luật một cái thì chúng ta phải bị bắt bởi cảnh sát. 맞잖아요. Đúng không? 하나만 어기면 그냥 벌을 받는데 지옥인 거예요. Nếu chúng ta phạm một tội lỗi thì chúng ta phải chịu phán xét. Phải đi xuống địa ngục. 성경의 법을 지킬 수 있는 사람은 사실 없어요. Trên thế giới thì không có ai mà có thể mà giữ luật pháp của trong kinh thánh. 보세요. 법은 아무도 못 지킵니다. Không có ai mà có thể mà giữ mà luật pháp của Ngài. 근데 법을 지키려는 사람들이 있어요. Nhưng có một số người thì muốn giữ luật pháp của Ngài. 나는 꼭 지켜서 천국 갈 거야. Tôi sẽ giữ và luật pháp của Đức Chúa Trời và để đi lên thiên đàng. 그 사람은 저주 아래 있습니다. Mà Đức Chúa Trời nói là người đó đã bị luật xả rồi. 왜요? Tại sao? 못 지키니까요. Tại vì là con người thì không có khả năng giữ pháp luật. 당연히 giữ luật 지키니까. Pháp của Ngài. Đương nhiên là không thể mà giữ luật pháp của Ngài. 지키려면 다 지켜야 됩니다. Nếu muốn mà giữ luật pháp thì phải chúng ta phải giữ luật pháp tất cả luật pháp. 지키려면 하나도 어기지 않고 항상 지켜야 됩니다. Nếu chúng ta muốn giữ thì chúng ta phải giữ tất cả luật pháp mỗi khi. 하나 어기면 모두 어긴 자가 되기 때문입니다. Giống như nếu chúng ta mà phạm một điều danh thì chúng ta giống như là phạm mỗi điều danh. 하나 어기면 다 어긴 거랑 마찬가지예요. Nếu chúng ta phạm một cái giống như là phạm tất cả luật pháp. 하나 어기면 지옥 가거든요. Nếu chúng ta phạm một cái thì chúng ta phải đi xuống địa ngục. 전체 다 어겨도 지옥 갑니다. Cũng là nếu chúng ta phạm mỗi điều danh thì chúng ta cũng phải đi xuống địa ngục. 벌은 다르겠죠. Hình phạt có thể là khác nhau.
죄는 적게 지으십시오. 적게. Nếu chúng ta muốn giữ mà luật pháp thì cứ mà ít phạm tội. 하나님으로부터 구원을 받지 않으려면 죄를 적게 지으십시오. Nếu không muốn được cứu bởi Đức Chúa Trời thì ít phạm tội đi. Phạm ít tội. 그래야 지옥 가서 벌이 적습니다. Thì mà cứ đi xuống địa ngục nhưng mà hình phạt thì không nặng hơn. 하지만 지옥 가는 건 사실입니다. Nhưng cứ đi xuống địa ngục đó là sự thật. 많은 사람들이 그럼 이제부터 나는 죄를 짓지 않아야지라고 생각을 합니다. Có nhiều người mà suy nghĩ là tôi quyết định là không phạm tội từ bây giờ. 하지만 소용없어요. Nhưng cái đó là không có mà không được. 왜냐하면 죄를 짓지 않는 건 불가능하기 때문입니다. Tại vì là đối với con người không có mà đó là không có khả năng không phạm tội. 내일부터 죄 안 지을 수 있습니까? Ngày mai từ ngày mai chúng ta không có thể không phạm tội được không? 내일부터 탐내지 않을 수 있습니까? Từ ngày mai chúng ta thì không thể không có không tham lam được không? Không có lòng tham. 불가능하잖아요. Đó là bất khả năng. 그러니까 나의 힘으로 해결할 수가 없어요. Bởi mà sức lực của mình không thể giải quyết được. 그리고 이미 나는 지은 죄가 있잖아요. Tôi cũng đã phạm tội rồi. 이미 내가 지어왔던 죄들이 있어요. Trong quá khứ thì tôi có tội lỗi mà đã phạm rồi. 그럼 어떡할 거예요? Thì sao? Tội lỗi đó thì sao? 어떤 사람은 착하게 살아야지, 이 착하게 살아서 죄를 좀 줄여봐야지라고 생각을 합니다. Có một số người suy nghĩ là tôi mà sẽ sống tốt lành để giảm tội lỗi. 착하게 살아서 죄를 줄여야지. Để sống tốt lành. 과연 이게 가능한가요? Cái này là có khả năng không? 불가능합니다. Đó là bất khả năng. 성경 일단요. 우리 죄는 머리털보다 많습니다. Tội lỗi của chúng ta, tôi là nhiều hơn số lượng các sợi tóc của tôi. 여러분이 어렸을 때부터 지었던 죄를 한번 세 보세요. Chúng ta có thể đếm tất cả tội lỗi của mình. 하루에 한 번씩이라고 생각하고 한번 세 보세요. Nếu mà một cái trong một ngày thì có mấy cái? 30년 살면 10만 개입니다. Nếu mà sống trong 30 năm thì khoảng 100 ngàn cái. 머리카락이 10만 개예요. Tóc của chúng ta là 100 ngàn cái. 하루에 하나씩만 지어요. Nếu chúng ta phạm một lần. 여러분이 하루에 한 번씩만 죄를 짓습니다. Nếu chúng ta phạm một tội lỗi một trong một ngày. 미국에 있는 과학자가 연구를 했습니다. Có một nhà khoa học mà đã nghiên cứu ở nước Mỹ. 사람이 하루에 거짓말 몇 번 할까? Con người mà thường là nói dối mấy lần trong một ngày. 200번이요. Khoảng 200 lần. 평범한 사람 200번. Người thường là khoảng nói dối 200 lần một ngày. 거짓말 엄청 많이 하죠. Rất là nói dối rất là nhiều lần. 이거 사실이에요. Đó là sự thật rồi. 머리카락보다 더 많습니다. Tội lỗi của chúng ta là nhiều hơn số lượng các tóc của chúng ta. 이 성경을 쓴 사람은 다윗이라는 사람입니다. Người mà ghi chép kinh thánh này là người là David. 아주 착했던 사람 중에 한 사람입니다. Người này là rất là hiền. 그런데 내 죄가 머리털보다 많습니다. Nhiều người này nói là tội lỗi của tôi là nhiều hơn số lượng các sợi tóc của tôi. 사람이 겸손하면 이렇게 말할 겁니다. Nếu có người mà có lòng mà khiêm nhường là có thể nói như vậy. 사람이 겸손하지 않을수록 거짓말을 좋아해요. Nếu mà có người mà không khiêm nhường thì là thích nói dối. 얼마나 사람이 죄가 많은데요. Con người mà có nhiều tội lỗi bao giờ bao nhiêu. 예를 하나 들어보겠습니다. Có một ví dụ. 한 의사가 세 사람을 죽였습니다. Có một bác sĩ mà giết ba người rồi. 칼로 찔려 죽였어요. Và bằng đạo. Con dao. 그리고는 열심히 일을 해서 두 사람 환자를 살렸습니다. Mà người này giết ba người rồi nhưng mà làm việc rất là chăm chỉ mà bác sĩ này đã làm cho hai người sống. 이 세 사람을 칼로 죽였어요. Mà người bác sĩ này đã giết ba người rồi. 이 두 사람을 내가 살렸으니까 한 사람만 더 살려주면 이제 이 죄가 갚아질 거다. Nếu bác sĩ suy nghĩ là tôi đã làm cho hai người sống, cho nên là nếu mà tôi mà làm cho một người sống nữa thì tôi có thể được giải quyết vấn đề giết ba người. 맞아요? Đúng không? 죄가 어떻게 해서 보상이 됩니까? Làm sao mà chúng ta có thể trả tiền công tội lỗi? 내가 착한 일 하면 죄가 없어집니까? Nếu chúng ta sống tốt lành, nếu mà chúng ta làm một làm việc tốt lành thì chúng ta có thể trả lại tiền công của mình được. 의사 혼자 기뻐하고 있어요. Chỉ có bác sĩ này thì là vui thôi. 아, 내가 가난한 사람 좀 도와주면 내 죄가 없어질 거야. Nếu tôi mà giúp đỡ người nghèo thì tôi có thể được tha thứ tội lỗi. 말도 안 됩니다. Đó là vô lý. 죄는 그대로 있어요. Tội lỗi vẫn giữ. 또 하나 예를 들어보겠습니다. Có một ví dụ nữa. 한 멋진 남자가 아름다운 여인을 만나 결혼했습니다. Có một mà chàng trai mà đẹp mà kết hôn với người nữ, người mà phụ nữ đẹp. 아내를 위해서 멋진 집도 사줬습니다. Người này đã mua một cái nhà cho vợ. 계속 같이 살았습니다. Và cứ sống nhau.
오늘 더 예쁜 여자를 하나를 만났습니다. Nhưng người này mà gặp một phụ nữ mà đẹp hơn. 그래서 생각하기를 내가 이 아내한테는 5일을 쓰고 새로 만난 여자한테는 2일을 쓰겠다. Tôi mà người này mà suy nghĩ là tôi sẽ mất thời gian mà 5 ngày là cho vợ, 2 ngày là cho người mới. 야, 이거 5일이나 되니까 이 사람 착한 겁니까? Người này mà đã mất thời gian 5 ngày cho vợ, cho nên là người này là người tốt lành hay không? 착합니까? Người tốt hay không? 5일이 더 많은데요? Mà 5 ngày là nhiều hơn mà. 자기 아내 그 여자 친구에게 장미꽃 열 송이를 사줬어요. Và người này mà đã tặng cho người người mà bạn gái mới mà 10 hoa hồng cho. 자기 아내에게는 미안하니까 천 송이를 선물했어요. Và cảm thấy mà xin lỗi vợ của mình cho nên là đã tặng cho mà 1000 hoa hồng. 그럼 아내가 좋아할까요? Thì mà vợ thì sao? Vui không? 모르면 좋아하죠. Nếu mà không biết điều này thì có thể vui. 알면 좋아할까요? Nhưng nếu mà biết thì sao? 생각해 보세요. Chúng ta hãy suy nghĩ. 죄를 어떻게 착한 일로 보상할 수 있겠습니까? Làm sao mà chúng ta có thể trả tiền công tội lỗi của mình? 죄는 그대로 있는 거예요. Mà một cái việc mà tốt lành mà tội lỗi của 있어요. Chúng ta thì bưng nhữ. 죄는 없어지지 않습니다. Vẫn còn không được xóa, không được biến mất. 사람은 마음은 더러우면서 자꾸 착한 일 척합니다. Con người thì là tấm lòng của con người rất là dơ dãi. Nhưng bên ngoài thì rất là một người tốt lành. 마음엔 더러운 게 가득한데요. Trong tấm lòng của người ta mà có nhiều mà tội lỗi. 자꾸 가립니다. Dơ dãi mà cứ mà bị ứng. 착한 일로. Bằng mà hành động tốt này, việc làm. 사회적인 tốt. 지위로. Mà vị trí mà xã hội. 종교로. Cũng có thể mà bảo phủ tôn giáo. 그렇다고 속에 있는 게 없어집니까? Thì tội lỗi của trong tấm lòng của mình thì sao? Có thể được biến mất được không? 모든 죄는 속에서 나옵니다. Tất cả mà tội lỗi đến từ tấm lòng của mình. 사람의 선행으로는 절대로 죄를 없앨 수 없어요. Thông qua mà cái việc ở mỗi việc công bình của con người thì không thể xóa tội lỗi. 사람의 의로운 행동은 다 더러운 옷입니다. Vật ô uế mà mỗi việc công viên của chúng tôi như áo nhấp. 더러운 옷. Áo nhấp. Áo mà dơ dãi. 사람이 여기 있는 성경에 있는 표현처럼 비누를 많이 쓰고 잿물을 아무리 많이 써도 절대로 죄는 씻을 수 없다라고 돼 있어요. Nếu chúng ta mà làm mà dầu người lái khóa tiểu và dùng nhiều diêm cương mà lửa men tội lỗi người cũng cân nghĩ mãi trước mặt ta. 이 비누나 잿물로 아무리 씻어서도 안 된다. 늑 cho mà lừa tội lỗi của mình thì cũng không thể xóa được. 착한 일을 아무리 해도 죄는 그대로 있다는 뜻이에요. 예를 들어 nếu chúng ta phạm tội, nếu chúng ta mà làm tốt lành, làm công việc tốt lành mà tội lỗi của chúng ta cứ tồn tại. 이 사람은 흑인. Vẫn tồn tại. 이 사람 흑인입니다. 흑인. Người này là người đen. 비누를 쓰고 잿물을 쓰면 얼굴이 하얘집니까? Người này mà sử dụng mà xà phòng thì có thể mà được mặt trăng của người này, à đôi mắt của người này có thể mà màu trắng được không? Đôi màu trắng được không? 아니잖아요. Không được. 그대로예요. Cứ vẫn như vậy. 화장을 할 수 있겠죠, 하얗게. Có thể trắng đêm để màu để trắng. 그게 의로운 일입니다. Đó là một công việc tốt lành. 또 없어져요. Mà cứ có thể bị mất. 속은 그대로입니다. Trong tấm lòng của mình thì vẫn. 사람은 죄를 짓고 사는 거예요. Cho nên là con người mà luôn luôn phạm tội. 너무나 많은 죄를 짓습니다. Luôn luôn phạm tội rất là nhiều lần. 그리고 죽습니다. Và sau đó chết. 아무리 노력해도 그 죄는 없어지지 않습니다. Nếu chúng ta phạm tội như vậy thì nếu chúng ta mà nỗ lực nhiều như vậy nhưng cũng không thể được xóa tội lỗi. 그리고 죽습니다. Và sau đó chết. 이렇게 갑자기 죽는 사람도 있죠. Cũng chết bất ngờ như vậy. 순식간에 갑자기 죽기도 합니다. Bất ngờ mà không chưa được mà nhận ra mà chết như vậy. 처음에는 아무런 문제가 없는 것처럼 보였어요. 아, lúc đầu thì là trong trường hợp này thì không có vấn đề gì đâu. 빨리 가면 되죠?
nếu mà đi qua nhanh thì sao? Không sao. Bấm cho sợi chúng ta. Nhưng mà bạn muốn là người đang ở giữa. 결국 다 죽었습니다. Sau đó thì tất cả người này đã chết. 기억해야 합니다. Chúng ta phải nhớ. 우리 죽습니다. Chúng ta cũng phải chết. 준비해야 합니다. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cái chết của mình. 죽었어요. Người này đã chết rồi. 어떤 사람은 부하고 건강하니까 안 죽을 거라고 생각을 합니다. Một có một số người suy nghĩ là tôi mà giàu có và cũng là một người giàu có mà sức khỏe khỏe mạnh cho nên không chết. 차 사고 싶습니까? Các quý vị ở đây có muốn mua xe hơi không? 많은 사람들이 차를 사고 싶어 합니다. Nhiều người muốn mua xe ô tô, xe hơi. 차 사고를 안 볼까요? Nhưng mà cũng có tai nạn xe. 여긴 차 속입니다. 차 속. 차가 좀 xe đang quay từ bên ngoài. 운전을 잘하고 있습니다. Có một người đang lái xe rất là thoải mái. 죽었습니다. Người mà bên cạnh mà đã chết rồi. 죽었습니다. Người mà lái xe mà bên cạnh chết rồi. 순식간에. Mà bất ngờ mà chết rồi. 우리는 언제나 죽습니다. Chúng ta có thể chết trong khi mà chúng ta chưa nhận ra. 이 안에서 요즘에는 카메라를 차에다 안에다 설치를 하거든요. Thường thường là mà trong xe hơi thì là có một cái mà camera, máy camera mà lắp đặt trong xe để quay phim trước mặt người lái xe. 이런 걸 보여드리지 않아도 여러분은 아시고 있어요. Chúng ta nếu chúng ta mà không tìm không xem thái không không xem thái mà phim này thì chúng ta cũng biết ai nào cũng biết. 다 죽습니다. Tất cả mọi người trên thế gian ai nào cũng phải chết. 준비하셔야 돼. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng. 준비가 뭘까요? Chuẩn bị. Phải chuẩn bị như thế nào? 편지를 쓰는 게 아닙니다. Không phải thư viết thư cho gia đình còn lại. 큰 아들은 돈을 이만큼 가져라. 이런 거 không phải chia sẻ mà tài sản của mình. 내가 죽으면 그건 아무런 의미가 없어요. Nếu chúng ta chết thì cái đó không có ý nghĩa, vô nghĩa. 가장 중요한 준비는 죄를 해결하는 거예요. Một chuẩn bị mà cái việc mà sẵn sàng chuẩn bị là cái chết của mình. 왜냐하면 사람은 죽은 다음에 반드시 심판이 있기 때문입니다. Tại vì là con người sau khi chết phải chịu phán xét. 심판대 앞에 가면 우리의 모든 죄가 드러날 겁니다. Nếu chúng ta mà đứng trước mặt Ngài thì tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ xuất hiện ra trước mặt Ngài. 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라. Mỗi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mỗi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. 자백합니다. Mỗi loại của lưỡi của chúng ta sẽ nói. 내가 지은 모든 죄를 이야기합니다, 하나님. Tôi cứ sẽ nói tội lỗi của mình. 동시에 하나님이 우리의 모든 죄를 보여줍니다. Và đồng thời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta xem thái cho chúng ta mà thái mà tất cả tội lỗi của chúng ta. 내가 죄를 너 눈앞에 차례로 베풀리라라고 써놨잖아요. Nhưng ta sẽ trách phạt người tương các điều đó ra trước mặt người. 하나님이 찍었던 모든 사진과 영상을 다 보여줄 거예요. Giống như là sau khi chết chúng ta mà đứng trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời sẽ cho thái chúng ta là tất cả tội lỗi. Đức Chúa Trời đã chụp, Đức Chúa Trời đã quay phim. 이렇게요. Giống như vậy. 죽음 후에는 모든 사람이 하나님의 보좌 앞과 천사 앞에서 심판을 받으리라. 每一个人都按照他们过去的行为. 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라. 因此你不能用钱财赎回你自己至于那些胆小 두려워하는 자들과 믿지 않는 자들과 흉악한 자들과 살인 자들과 보이세요? 영화 저기 스크린 보이세요? 저 스크린에서 죄가 지금 보이잖아요. 조금만 더 thì tất cả tội lỗi của chúng ta đã phạm. 이 사람의 죄입니다. 이 사람. Đó là tội lỗi của người ở dưới. 모든 은밀한 일까지 하나님 다 보여줘요. Đức Chúa Trời có thể mà nhìn thấy, nhìn xuống tất cả cái việc của chúng ta mà bị ứng. 시편 139편에는 하나님은 어두움과 낮이 같다라고.
다 보인다고 돼 있어요. 6시 저에 테일러 거 대타이 망야이 댐 강야이 댐 하나님 밤에 없어요. 또 왜 6시 저에 테일러 거 거 댐 많은 사람들이 밤에 죄짓잖아요. 뉴 ngơi phạm tội trong đêm. 하나님 환하게 봅니다. 6시 저에 테일러 거 대타이 giống như là trong ngày đêm. 요즘에 밤에 찍는 적외선 카메라가 있어요. 밤에 찍는 카메라. 뭐죠? 막 hiện tại có mà một máy camera mà có thể quay phim trong buổi đêm. 아주 밝습니다. 밝아요. Có thể rất là sáng. 하나님 다 보여줍니다. 영유룩수셔이 có thể là cho thay chúng ta tất cả tội lỗi của chúng ta đã phạm. 아무도 내가 죄인이라는 걸 부인할 수 없을 겁니다. Không có ai mà không có ai mà phủ không có ai mà từ mà không chấp nhận là tôi là người không có tôi là người có tội lỗi. 심판을 반드시 이렇게 받습니다. Ai nào cũng phải chịu phán xét như vậy. 세상에 심판이 있듯이 하나님 나라에 심판이 있습니다. Giống như trên thế giới có thế gian có đoán xét, cũng nước nước chúa trời cũng có phán xét. 그리고 영원한 불 호수에 떨어집니다. Sau đó thì người đã phán xét rồi phải đi xuống địa ngục. 성경은 지옥에 대한 이야기를 100번 이상 이야기, 170번 이상 이야기. Trong kinh thánh thì mà có lời lời mà về địa ngục là khoảng 100 lần. 170번이요. Khoảng 170 lần. 예수님이 70번 이상 이야기했습니다. Đức Chúa Giêsu mà nói khoảng 70 lần nói về địa ngục, hồ lửa. 예수님 믿지 않는다면 크리스마스를 지킬 필요 없잖아요. Nếu chúng ta không tin Đức Chúa Giêsu thì không cần giữ ngày Giáng sinh. 예수님이 이야기한 겁니다. Đó là lời của Đức Chúa Giêsu. 역사적인 인물이죠, 예수님 분명히. Đức Chúa Giêsu là ngài mà sự thật đã có tồn tại. 세상에도 그래서 감옥이 있습니다. Trong thế gian thì cũng có mà tù. 감옥이 없는 나라는 세상에 없잖아요. Không có nước nào mà không có tù, nhà tù. 세상에서도 죄를 지었다면 감옥에 안 가려고 예를 씁니다. Trên thế gian nếu chúng ta phạm tội thì rất hết sức mà cố gắng không muốn hết sức cố gắng là tránh đi nhà tù. 하나님 나라에 지옥이 있습니다. Trong nước của Đức Chúa Trời có địa ngục. 생각을 조금만 하면 알 수 있어요. Nếu chúng ta suy nghĩ một chút thì chúng ta có thể biết được. 태양이 있잖아요. Ra, tại vì có mặt trời. 태양의 표면 온도가 만 도입니다. Mà nhiệt độ mà trên bề mặt của mặt mặt trời là khoảng 10.000 độ C. 하나님이 넷째 날 태양을 만드셨습니다. Ngày thứ tư Đức Chúa Trời tạo ra mà tạo ra mặt trời. 지옥이 있습니다. Chắc chắn có địa ngục. 보지 못할 뿐이지 지옥은 있습니다. Chúng ta mà mặc dù chúng ta không tìm thấy nhưng cứ có địa ngục. 또한 지구 속 저 중심 온도도 7000 도입니다. Trong địa trong trái đất của mình cũng là nhiệt độ là khoảng 7000 độ C. 지구와 태양을 만드신 하나님이라면 지옥을 당연히 만들 수 있습니다. Nếu Đức Chúa Trời mà đấng tạo ra mà mặt trời và trái đất của mình thì chắc chắn có thể làm địa ngục. 예수님은 우리에게 계속 경고하고 있어요. Đức Chúa Trời cứ mà Đức Chúa Giêsu mà cứ mà cảnh báo chúng ta. 눈을 빼더라도 손발을 자르더라도 지옥은 가지 말아라. Nếu chúng ta mà bị chặt tay của mình hoặc là chặt chân của mình hoặc là chặt móc con mắt của mình, nếu như vậy thì có thể đi lên thiên đàng thì hãy làm đi. 손을 자르고라도 지옥은 가지 말라 이거예요. Giống như Đức Chúa Giêsu nói là nếu chặt tay của mình phải chặt tay của mình, nếu không thể không cần đi không thể không cần đi xuống địa ngục. 무슨 의미일까요? Ý nghĩa là gì? 지옥은 절대 가지 마. Địa ngục là một nơi mà chúng ta không thể nào đi. 지옥이 있으니까 지금 경고하는 거잖아요. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đánh cảnh báo là chắc chắn có địa ngục, cho nên cảnh báo chúng ta là như vậy. 세상에서 가장 큰 고통이 뭔지 아십니까? Có mà đau đớn mà sự đau đớn mà lớn nhất trên thế giới là gì? Có biết không ạ? 불타는 고통입니다. Bề trái. 팔이 잘리고 다리가 잘리는 것보다 더 아픕니다. Đau đớn mà bề trái là mà rất là nặng hơn bề chặt tay hoặc là chặt chân. 지옥은 영원한 불못입니다. Địa ngục là một nơi mà hồ lửa đời đời. 이 화상 환자가 고통하는 모습을 한번 보세요. Người này mà bị bị phỏng. Bị mà đau đớn. 홀로 남겨진 아들은 외로운 사투를 벌이고 있다. 아파 죽겠다 그래. Này đánh rất là đau đớn. Đau chết đi được. Đau đớn. 아파 죽겠다. 아빠. Đau mà sắp chết. 견딜 수가 없습니다. 차라리 난 죽겠다라고 이야기를 하는 게 이 화상의 고통이에요. Mà tha là tôi sẽ chết.
거기 가면 안 됩니다. Chúng ta không thể đi xuống địa ngục. 여러분 죄 있잖아요. Tại vì chúng ta có tội lỗi. 그러니까 벌을 받습니다. Cho nên chúng ta phải chịu phán xét. 근데 누가 그 벌을 결정할까요? Thì ai sẽ chịu mà tội phán xét tội lỗi của mình? 사람이 결정할까요? Con người hay là sao? 아니에요. Không phải. 하나님이 결정합니다. Đó là Đức Chúa theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 우린 절대 지옥 가면 안 됩니다. Chúng ta đừng có đi xuống địa ngục. 지옥은 영원하며 불도 꺼지지 않습니다. Địa ngục là một nơi mà hồ lửa. 아무도 죽지 않습니다. Không có ai có thể chết. Không có ai mà có thể chết trong hồ lửa. 계속 벌만 받습니다. Cứ chịu phán xét. Cứ chịu hình phạt. 그곳에 가는 사람들의 죄의 목록입니다. Đó là danh sách người xuống địa ngục. 믿지 않는 사람들, 두려워하는 사람들, 장틴, 혐오스러운 사람들, 검직, 사람 죽인 사람들, 계직người, 음란한 사람들, 계정乱, 불법한 사람들, 계포박, 포펙, 우상숭배자들, 계토통금, 거짓말하는 사람들은 người, 계정, 노여이, 반드시 불호수로 들어갑니다. Những người này phải đi hồ lửa, phải đi xuống hồ lửa. 그게 두 번째 사망입니다. Đó là sự chết thứ hai theo trong kinh thánh. 우리는 이 죄를 해결해야 됩니다. Chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi này. 죄를 해결하는 방법은 사실 없어요. Để giải quyết không có cách nào. 우리에게 없어요. Cách nào đó có thể được giải quyết vấn đề tội lỗi. 우리는 죄를 đối với chúng ta. 더 안 지을 수 없잖아요. Chúng ta thì không thể mà không phạm tội, không thể mà không có phạm không phạm tội. 그리고 아무리 우리가 착한 일을 한다고 해도 죄는 절대 없어지지 않습니다. Nếu chúng ta sống rất là tốt lành thì tội lỗi của chúng ta vẫn giữ. 우리에겐 능력도 소망도 없어요. Đối với chúng ta thì không có hy vọng nào đó, không có năng lực nào đó. 그래서 우리가 해야 될 것은 단 한 가지입니다. Cho nên có một điều, có một công việc chúng ta phải làm. 하나님 저를 자비롭게 여겨 주세요. Chúng ta phải cứu, chúng ta phải xin Đức Chúa Trời nói là cứu con, coi thương con. 자비를 주세요. Hãy xin coi thương con. 나를 구해 주세요. Chúng ta phải cầu nguyện Đức Chúa Trời là như vậy. Hãy cứu con. 그 방법밖에 없습니다. Cứu tôi, chúng ta chỉ có một cách như vậy thôi. 구원을 받으셔야 합니다. Chúng ta phải được cứu. 내일은 구원에 대한 이야기를 드릴 겁니다. Ngày mai thì chúng ta học là làm thế nào chúng ta có thể được cứu. 사람이 어떻게 이 죄 지옥에 갈 운명에서 구원을 받을 수 있을까요? Ngày mai làm sao mà chúng ta con người chúng ta mà có thể được giải cứu. 돈을 내는 것도 아닙니다. Không phải để trả tiền, không cần trả tiền. 노력하는 것도 아닙니다. Không cần mà sự giúp đỡ sự nỗ lực của chúng ta. 듣기만 하면 됩니다. Chỉ nghe thôi. 반드시 구원 받을 수 있습니다. Nếu chúng ta cứ nghe thì chúng ta có thể được giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. 그래서 우리는 하나님께 기도할 필요가 있습니다. Cho nên chúng ta mà cần thiết là phải cầu nguyện Đức Chúa Trời. 저는 이대로 죽으면 지옥 갑니다. Nếu mà tôi chết bây giờ thì phải đi xuống địa ngục. 구원해 주세요. Cứu con, cứu tôi. 이렇게 기도하시면 하나님이 분명히 그 기도를 들어주실 겁니다. Nếu chúng ta hôm nay mà cầu nguyện như vậy thì Đức Chúa Trời chắc chắn cứu chúng ta. 하나님은 지금도 계십니다. 저는 그분이 여기 지금 있다고 믿습니다. Tôi mà tin nhận rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con ở đây. 우리 마음을 다 보고 있다라고도 믿습니다. Đức Chúa Trời cũng có thể nhìn thấu tấm lòng của mình. 하나님은 구원을 얻는 사람은 반드시 구원해 주십니다. Đức Chúa Trời giải cứu người mà muốn được cứu. 저는 구원 받았습니다. Tôi đã được cứu rồi. 구원 받으셔야 합니다. Quý vị ở đây, tất cả mọi người phải được cứu. 기도하시겠습니다. Chúng ta cầu nguyện. 하나님 지금까지 함께 해 주셔서 감사합니다. Chúng con cảm ơn Ngài ở cùng với vì ở cùng với chúng con cho đến thời gian này. 전능하신 하나님의 말씀 성경을 우리에게 주셔서 감사합니다. Chúng con cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con một lời sách kinh thánh của Ngài, lời của Ngài. 성경을 통해서 우리가 구원받을 수 있는 길을 알려주시기를 원합니다. Cho chúng con biết một con đường mà đi lên thiên đàng thông qua kinh thánh. 주님께서 우리 마음 열어주시고 구원해 주시옵소서. Xin mở lòng của chúng con và giải cứu chúng con ở đây. 또 내일 다시 만날 때까지 주님 여기 있는 사람들 지켜주십시오. Và xin Ngài giúp đỡ chúng con cho đến ngày mai gặp lại. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.